Hello mấy chị, hello mọi người. Mưa quá mấy bà ơi, trời ơi. Sáng giờ mưa quá trời mưa luôn. Rồi thế nào đấy em, cho em một chấm nha mọi người. Sáng giờ chỗ em mưa nhiều lắm. Dạ thế nào đấy em, cho em một chấm nha. Hello Thu Thảo, hello em. Rồi em chào mấy chị đẹp của em. Bữa nay tiếp tục nữa. Lôi hàng ra sale ngày mưa bão cho mấy bà luôn. Giá rẻ lắm nha. Đơn em, đơn em đi chưa hả? Chị chốt em chưa gái ơi? Chị chốt chưa? Chắc chưa á. Hình như chị nhắn tin em chưa trả lời nên chị chưa chốt á. Ok, cảm ơn Bảo Uyên nha. Cảm ơn Bảo Uyên nha. Rồi mấy chị ơi, cho em xin một chấm đi mọi người. Cho em xin một chấm nha. Chấm để em sale cho mấy chị nè. Chị Anh Trần đi chơi về chưa? Trời ơi, sung sướng quá ha. Đợi em tí xíu nha. Chủ nhật là ngày em nghỉ nha mấy chị, cho nên chị em mình làm việc với nhau, gặp nhau một tuần lễ thôi. Chủ nhật thì cho em xin nghỉ một ngày. Tại vì ngày hôm qua chủ nhật đó, có nhiều chị nhắn tin cho em hỏi là có like không, thì em cũng thông báo luôn là chủ nhật em nghỉ nha. À trả lời rồi hả? Rồi rồi, để chị coi lại nha. Ừ, ok ok. Rồi mấy chị chấm bài đi, đếm lên hàng sale cho mọi người nè. Sale rẻ bèo, sale rẻ bèo. Rẻ như tư chưa từng có luôn. Rẻ như chưa từng có luôn, cho nên mấy bà nhanh ba nhanh chân đi, em sale cho. Ủa. Dạ, đồ em mặc. Bỏ em mặc là bộ gấm nha chị ơi. Bỏ em mặc đang xả tặng luôn 65.000. Hai lụm mày lụm. Bộ em mặc là 75 á, nhưng mà hôm nay em xả 65 thôi, tại vì còn có mấy bộ à. Còn mấy bộ em xả luôn, đợi em tí xíu. Dạ chào mấy chị đẹp. Hello mọi người nha. Ô Phan đem ghim cái bài ghim cái. Đồ em mặc là bộ gấm dài. Bữa nay xả cho mấy chị luôn. Bộ gấm dài em mặc form 56 57 ký về. Sale luôn 65.000 thôi. Sale cho mấy chị 65.000 nha, bò em đang mặc đó. Rồi mấy chị lên đi, đem lấy hàng sale cho. Em còn gì em sale đó mấy chị ơi. Nói chung là sale rẻ chị em mình mua về. Bà nào sỉ thì về bán lại. Còn bà nào lẻ thì mình mua về mình mặc. Giá cũng rẻ lắm, không có mắc đâu mấy chị. Giá dài 30.000 nè. Trời ơi. Em sale cho. Còn mang rồi chính đất. Mang rồi chín đất á chị. Em còn dập ly không mà chị ơi. Chị Diễm Cà Phê ơi, chị Diễm Cà Phê, em có kết bạn Zalo với chị, em có nhắn tin bên Zalo á. Bữa trước chị có mua hàng bên em một lần phải không chị Diễm Cà Phê? Cho em xin lại số điện thoại nha. Tại vì mấy chị biết sao không, nếu mà mấy chị không có inbox cho em xin thông tin á, mấy chị không inbox cho em xin thông tin á, thì khi mà em gọi điện chốt đơn á, mấy chị không bắt máy cái em không có chốt đơn hàng đó được. Rồi nhiều chị cho em số điện thoại, em tra bên Zalo á, em thấy mấy chị có xài Zalo em sẽ nhắn tin qua Zalo luôn. Bởi vậy vì sao em nói mấy chị là khi mấy chị mua hàng, mấy chị nhắn qua giùm em số điện thoại và địa chỉ, rồi mấy chị bỏ đó. Khi nào bên em chốt đơn, ngày mai chốt đơn, em sẽ nhắn tin qua cho mấy chị, để mấy chị biết là mình mua cái gì, bao nhiêu tiền. Khi mình nhận hàng, mình đối chiếu với cái đơn hàng của em gửi mấy chị, là xem em chốt đúng hay sai, tiền bạc đúng hay sai. Cho nên là em mong mấy chị cho em số điện thoại và địa chỉ, nhắn qua Zalo hoặc Facebook giùm em. Nhắn qua cho em Zalo hoặc Messenger
cho em cái số điện thoại và địa chỉ nó thì bên em sẽ chốt đơn cho mình nha. Chứ nhiều khi mấy chị không có nhắn tin mà mấy chị cho số điện thoại đâu, em gọi không được, em gọi không được cái không chốt đơn hàng cho mấy chị được luôn. Chị ơi, giấm già này có nhiều màu, có nhiều màu nha, em đang sale là 65.000 thôi. Dạ mấy chị cho em xin lượt chia sẻ, mấy chị ơi cho em xin lượt chia sẻ nha. Trời ơi, em nói chuyện vẫn còn đau cái miệng quá. Em bị nổi một đèn á mấy chị, nói chuyện bởi vì nó đánh vô đau cái lưỡi, đánh vô cái lưỡi đau quá đau. Rồi, rồi em chốt cái bộ màu xanh em đang mặc cho chị Diễm Cà Phê nè. Rồi còn một bộ chị mặc tí xíu chốt cho Diễm Hương nha, cho lại số điện thoại cho Diễm Hương ơi. Cho chị Diễm Cà Phê nè. Bộ em mặc size 65 nghe, bộ gắm quần dài đó. Nhớ inbox cho em nha mọi người. Nhớ inbox cho em nha. Rồi còn một bộ xanh này tí xíu cho Diễm Hương nha. Em xe bộ đùi luôn cho nè. Em còn ít bộ lùa đùi, đẹp lắm mấy chị. Em nói mấy chị là 5-6-7 kg là vừa luôn á. Tại vì em nói là em nói trừ hao đó. Tại vì em nói là em nói trừ hao nha. Nhưng mà 55-56 kg mấy chị mặc vẫn vừa nha mọi người, mặc vẫn vừa. Ok, bộ chị mặc cho Diễm Hương tí xíu đi thay ra cho nha. Rồi chị nào lấy màu vàng comment. Em sale bộ gắm này 5-6-7 kg ok luôn mấy chị ơi. Màu vàng cho em 65 nha. Gắm quần dài lên cho em màu vàng. Ok chị, comment cho em màu vàng 65 ngàn mấy chị ơi. Cái mẫu này, cái tay này mấy chị mặc cực kỳ dễ thương luôn. Chị nào bắp tay bự là che được luôn. Form này rất dễ mặc nha mấy chị. Rồi lên cho em màu vàng đi 65 ngàn. Bộ gắm dài cho em màu vàng 65. Ai lấy vàng comment vàng 65 nó còn được mấy màu á, để em sale cho mấy chị. Ok Diễm Hương nha. Rồi màu trắng nè mấy chị. Màu trắng này mẫu chữ sang cực kỳ luôn. Bộ này 75 á, mà giờ em xả luôn 65 cho hết nè. Còn mấy bộ à màu trắng. Ai lấy trắng comment trắng cho em 65 ngàn trắng. Comment trắng cho em mấy chị ơi. Bộ gắm dài này là quần có túi nha mọi người. Gắm dài quần có túi giùm em. Comment cho em màu trắng 65 ngàn. Chưa chị Quỳnh nhỏ ơi, chưa, đơn của chị em thấy ít, em chưa chốt đi, lựa thêm đi. Rồi comment cho em màu đen. Ai lấy gắm dài này sale có 65 mấy chị lụm đi thiệt. Bao đẹp luôn, mẫu em đang mặc á. Màu đen, màu đen, màu đen. Ai lấy đen comment đen cho em 65 ngàn đen. Xinh cực kỳ xinh luôn, 65 ngàn. Trắng nó chứ hành trần nè. Bộ gắm dài này xả 65 nha mấy bạn. Ok, Quỳnh nhỏ lựa thêm đi bạn ơi. Comment cho em màu đen mấy chị. Ôi xinh lắm luôn. Đâu rồi, lại cái túi nó nằm đằng trước nè. Màu đen 65 ngàn. Đó, xuất sắc luôn chưa. Bữa nay có chị nào cần lô bé không? Em lấy lô bé em sale cho. Rồi một màu cuối cùng là màu đỏ. Màu đỏ cho em 65k màu đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em. Quá sang luôn, 65 ngàn bộ. Rồi qua nha, em còn có mấy bộ thôi. Mấy chị muốn mua nữa cũng có nữa, hết trơn rồi, 65 ngàn. Rồi qua. À 5-6-7 kg về. Em đang sale có 65 ngàn đó. Ừ. Ok chị, lên đây săn đi. Em xả cho một số lô này mấy tình yêu ơi. 65 ngàn đen nè, ok nè. Còn màu đỏ mấy bà ơi. Còn màu đỏ với màu vàng nha. Bữa nay sale 65 nha chị đẹp ơi. Em còn màu đỏ với màu vàng 5-6-7 kg. Form này rộng mà, rộng gãi thoải mái lắm mấy chị. 5-6-7 kg. Ai mà ốm ốm cao cao là 60 kg như chơi luôn. 60 kg mặc như chơi luôn. Chúc lên bé đi em. Rồi Phan, em thay bộ này ra cái đã. Gắm xanh đang mặc và đỏ không có 65 kg chị ơi. Em thay bộ đồ này ra cho bé kia cái đã. Đại em tí. Có mango luôn, tí xíu có lô lộn xộn mango. Đại em tí nha. Em kiếm cái bộ này nhiều nhiều em mặc, để em mặc lên mấy bà hỏi em không có hàng để bán. Đại em tí xíu.
Chắc em mặc tay dài đi mấy bà ơi. Lâu rồi không có mặc tay dài. Lâu lâu mặc bộ tay dài quần dài cho mấy bà hết hồn chơi nè. Rồi đợi em xíu đi nha. Đợi em 3 phút nha mấy chết. Vô mùa mưa bão rồi đó nha mấy bạn ơi. Vô mùa mưa bão rồi, mấy mốt tay dài là chuẩn bị tay dài lên giá đó. Vô mùa mưa bão rồi đó mấy chị. Mấy mốt tay dài chuẩn bị lên giá đó. Cho nên chị em nào mà chưa có mua lụa tay dài thì mấy chị tranh thủ đi. Trời ơi cái đầu em bầm sòm, em bực bội quá. Cho chị Diễm cà phê nè, ok chị nè. 65 nè. Bộ này mặc hơi bị ngon luôn, đợi em xíu nha. Cái đầu gì mà bầm sờn quá mấy bà ơi. Đợi em tí nha mọi người. Em ghét á, cái đầu mà nó là bầm sờn bực bội quá. Đỏ 52kg m56. Ok, 52kg m56 vừa nhưng mà em hết rồi chị Kim Chi ơi. Em hết đỏ rồi. Cái bộ gấm này em còn có một bộ màu vàng thôi. Nhưng mà nhớ giùm em nha, khách mới inbox số này thì chỉ giùm em để em chốt đơn nha mọi người. Hết sạch rồi mấy tình yêu ơi. À, bộ dập ly tím bao nhiêu? Dạ, bộ mang gò dập ly quần chín tóc bộ đó 95.000. Dập ly đó là mang gò phối. Em đang sale 95, bộ đó nhiều màu lắm nha chị Diễm cà phê ơi, nhiều màu á. Nó có màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Nó nhiều màu quá chị. Mang gò dập ly sale 95. Cẩm đang mặc không có 65kg nha chị Văn An. Cái bộ xanh này cho chế gì đây? Diễm Hương nè, ok Diễm Hương nè. Ai nhắn tin được thì nhắn qua Zalo giùm em nha mọi người. Mấy chị nhắn qua Zalo em chốt đơn nhanh hơn bên Messenger nha, tại vì Messenger nó đông hơn. Còn Zalo của em xưa giờ em không có cho ai Zalo hết, nhưng mà đợt này cái Messenger em bị đầy quá rồi cho nên em cho bên Zalo. Em toàn bộ màu vàng, không chế nào lụm giùm em màu vàng hả mấy chế. Em sale có 65.000 thôi. Em còn bộ màu vàng mấy chế ơi, 65 khiền. Ai lấy vàng comment giùm em. 56-57kg m6 là 60kg vừa luôn nha. Em còn màu vàng nha mấy tình yêu. Ok chị Diễm cà phê. Bộ mang gò dập ly này ở ngoài bán phải là 120-130 ngàn. Mấy chị không tin em cứ mua thử của em, mấy chị ra chợ hỏi giá đi là mấy chị sẽ biết liền nó bao nhiêu tiền. Ok chị Diễm cà phê. Cái bộ đó em có mấy màu lận á. Đây em còn ở đây hiện tại em còn 3 màu nè. 3 màu nha. Cái bộ mang gò dập ly đó hiện tại em còn 3 màu chị ơi. Bộ màu tím, màu xanh. Này em lên màu cho chị lựa nè. Em lên màu cho mấy chị coi bộ mang gò dập ly nè. Ủa sao nó xéo xéo, nó bị xéo bên rồi. Lai màu xanh dương. Đẹp lắm, 40-60kg mang gò dập ly xanh dương. Ai lấy xanh dương comment xanh dương cho em. Mang gò dập ly quần chín tóc comment cho em xanh dương nha. Bộ này em sale cho mấy chị luôn là 95.000. Mang gò dập ly vải xịn lắm mấy chị, đẹp cực kỳ luôn. Đây, ai lấy xanh dương comment xanh dương cho em. Dạ cảm ơn chị Hạnh Trần. Cảm ơn chị yêu. Màu xanh dương nè. Nói chung là em bán em lấy công làm lời mấy chị. Em lời một món rất là ít, nhưng mà em lấy công làm lời. Ê cha, bộ này màu ai lấy xanh dương còn mẹ xanh dương. Đây màu đỏ. Em còn được 3-4 màu. Màu xanh dương, màu đỏ, màu vàng với lại màu tím em đang treo. Đây màu đỏ nè.
Mang gòi dập ly đẹp lắm mấy chị ơi, người mua bộ để dành mặt đi có 70 ngàn, ô lộn 95 ngàn thôi, em bán có 95 ngàn thôi mấy chị, người ta bán toàn là 100 mấy không đó, vải y chang, hàng y chang em luôn, một lò một giá thôi. Mang lò gòi xịn là chỉ có một loại vải màu thôi mọi người, màu đỏ nè đó, màu da, lấy 3 màu nữa đẹp lắm chị ơi, màu da nè. Em sale 95 ngàn nha, măng gò dập ly. Ồ, quá đẹp luôn. 4 màu lận chế ơi. Còn màu thôi, màu da này nó na ná màu vàng rồi, chị lấy màu da đi. 95. Còn gì? Còn gì, pyjama hả? Comment gì đọc chưa được cái ơi. Còn pyjama hả? Pyjama em mới mua là pyjama gì, nhiêu tiền? Chị bán cả chục loại luôn, em hỏi chị không biết loại gì luôn. Ok chị Diễm Cà Phê nè, em sale 95.000 bộ nè. Diễm Cà Phê, dạ 62kg cao được 1m58 trở lên không chị ơi? Chị Diễm Cà Phê ơi, vậy là chị lấy 4 bộ 4 màu phải không chị? Mấy chị mua nhà em có 95 mà, chứ mấy chị mua chỗ khác không có giá 95 ngàn này đâu. Em đảm bảo mấy chị luôn. Cao được mấy 65 trở lên không chế ơi. Ok màu tím. Đây màu tím. Em đang xem mang gòi dập ly. Bữa bà chị em mua shop kia, đúng rồi. Đúng rồi, cái hàng này, cái hàng này không ai bán cho mấy chị dưới 100 ngàn đâu. Chỉ có em là dám vỗ ngực xưng tên là bán mấy chị con này 95 ngàn. Tại vì mango này nhập giá rất cao mấy chị, hàng nghiêm mà. Nhưng mà em bán cho mấy chị giá rẻ thôi, em chấp nhận lời ít. Chị Diễm Cà Phê nè, 95 vậy là thêm một màu nữa nha. Chị lấy 5 bộ ha. Cái này là màu vàng, cái kia là màu da nha chị. Hai màu khác nhau nha. Dạ ok chị đẹp, em cảm ơn chị nè. 95. Đúng rồi, không phải là em nói điêu đâu mấy chị, không phải là em nói để cho mấy chị mua hàng bên em đâu. Nhưng mà chị nào đã từng mua hàng bên em rồi, lúc nào mấy chị cũng mua rẻ hơn chỗ khác rất là nhiều. Tại vì em lấy công làm lời mấy chị ơi, chấp nhận lời ít. Đó, rồi. Dạ, đó là mẫu em đang treo. Chị nào có cơ... Ủa sao cái vai nó nghiêng chuyển có bên vậy ta? Chỉnh chỉnh cho nó đẹp đẹp lại coi sao. Tại vì treo cao quá mấy chị, treo cao quá nó bị nghiêng bên. Rồi giờ lên sale nha. Lọ lem ơi, chị không nhớ là chị bán em cái loại nào luôn á. Chị nhiều loại quá à. Rồi, có chị nào lấy mango thường không? Em còn mấy bộ nè. Em còn mấy bộ ống nhỏ nè. Mango thường nè. À, có nghĩa là con này nó không có phối thôi, nó là mango bông nhí. Đó, 40-60kg 95 ngàn. Đây, chị nào lấy đi comment cho em màu đỏ. 95 ngàn. Con này chị nào mà mặc vải mango rồi biết, vải đỏ lắm luôn. Mà cái này là mango dập ly nha. Nó ai lấy đỏ comment đỏ cho em. 95 ngàn. Cái này mấy chị 50kg mặc cũng đẹp, mà mấy chị 60kg mặc cũng đẹp nữa. Cái form này nó dễ mặc vậy đó, dập ly dễ mặc lắm. Comment cho em màu đỏ, em còn mấy bộ thôi nha mọi người. 62kg Ngọc Dung ơi, lên số điện thoại địa chỉ giùm em đi chị đẹp ơi. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em mới chốt đơn được nha chị ơi. Rồi màu đen còn 2 bộ, bộ đỏ bộ đen quần 9 tấc nha. Còn 2 bộ 9 tấc. Đẹp ghê chưa mấy bà? 95 ngàn mang gò dập ly. Em còn 2 bộ này là quần 9 tấc thôi. Bộ màu đỏ và bộ màu đen. 95 ngàn mang gò dập ly. Còn u mì 9 tấc 70k. U mì 9 tấc 70k. Còn mới nhận hàng phải không em yêu? Còn giá đẹp quá trời luôn đúng không? Tôi nói mấy bà con u mì đó, tôi nhập là giá đó là 6x rồi đó, mà bán ra cho mấy bà có 70 ngàn á. Thiệt không ai bán như tôi đâu mấy bà ơi. Bởi vì mấy bà nào thương em cho em xin lượt chia sẻ mấy chị ơi, bấm nút like chia sẻ giùm em.
thả tim giùm em cái nha mọi người, thả like cho em, thích em cho em xin cái like nha. Rồi em còn bộ mango quần ống rộng, quần dài ống rộng, dài ống rộng, ai lấy dài ống rộng comment cho em. Rồi chuẩn bị qua hàng sale nha, cái này tại mấy chế hỏi cho nên em bóc em like luôn. Đây dài ống rộng, dài ống rộng pyjama mà satin hả, cánh dê hả, xanh cho em, chị nào lấy xanh comment. Xanh này là dài ống rộng. Lọ lem Hà Phố ơi, là cái bộ cánh dê á phải không, bộ satin lẫn cánh dê á phải không, bộ đó sale 65.000 á phải không. Đây ai lấy dài ống rộng comment dài ống rộng. Cỏ đen cho chế Diễm cà phê nè, ok chế Diễm cà phê nè. Mango là 95.000, mấy chị mua đi, em bao giá mấy chị luôn. Diễm cà phê ok chị đẹp, 95k ok nè. Thun Thái là nhà chị lúc nào cũng dự trữ Thun Thái hết á em ơi, nhà chị không khi nào thiếu Thun Thái. Thun Thái cô tông khô áo Quảng Châu có mango dài thường, dạ có luôn, có luôn chị Hạnh Trần ơi, nhưng mà đợi em tí nha chị đẹp ơi. Rồi mấy chị ơi, em còn ở đây một con lửng size 2X à. Con lửng này 60kg về. Không, chị không nhớ rồi em ơi, chị không nhớ rồi, thôi bỏ qua đi. Tại vì nhiều khi mấy chị săn được hàng sale bên em về, mấy chị thấy đẹp quá, mấy chị muốn mua nữa, nhiều khi mẫu đó nó không còn. Bây giờ chỉ có em like, em xả như vậy, mấy chị lựa được cái gì thì lựa. Chứ nhiều khi mấy bà lụm ngay bộ đồ này về, trời ơi bộ đồ này đẹp quá, giá rẻ quá, mấy chị muốn mua nữa cũng không còn. Đó, đó là lý do vì sao mấy chị săn hàng bên em rẻ mà đẹp lắm. Đen nhiêu ký, đen hết rồi em ơi. Đây em còn bầu lụa lửng nè, chụp hình bầu đồ gửi qua Zalo cho chị đi, chị coi coi bây giờ nói chị không nhớ. Đây mấy chị ơi, một ngày em chốt đơn nhiều, số lượng nhiều á mấy chị, nói em đâu có nhớ nổi đâu. Em còn bầu lửng 60kg về, lửng dây cho em 60-62kg về, ai mấy 65kg luôn. Lên cho em bộ lửng dây mấy chị ơi, bộ này bữa nay em xả nha, 65.000. Bộ này mặc không đã quá thôi luôn, 65.000 cho em một bộ lửng dây 65k. Một bộ lửng dây cho em, xả tặng 65. 65 khiền thôi. Bữa nay chị xả lộn xộn em ơi, chị xả nhiều loại nha, không có xả riêng một cái nào. Em gặp chị là em toàn em kiếm Thông Thái không à Thảo Nguyễn. Hoa kim nè, này sale 65 nè. Rồi đợi tôi chị, em gặp chị là em chỉ mua Thông Thái thôi, nhà chị không có bán cái gì để em mua được nữa hả. Rồi mấy chơi, em còn con u mì 2X. Cái này là ai bơm hàng em nè, qua Bỉ Ngạn hả. Cái con u mì 2X này là hàng 95.000 nè. Con mì bét ghi, mì bét ghi xa 2X 60kg về, em sale cho con này. Con này em sale cho mấy chị luôn, con này là 95 mà bây giờ em xả luôn 85.000, 85.000 cho em. U mì 2X dài 85.000, 85.000. Có bộ thun cô tông đã dài không? Cô tông em không có chị ơi, cô tông em hết rồi. Bữa nay chắc không có 72kg. Ok, cảm ơn em Diệu Nguyễn. Có lụa 2 ton không Ngọc? Ton thì không có, chỉ có lanh lụa Quảng Châu thôi. Ton thì không có. Lụa mà lụa gì? Lụa một đống biết lụa, lụa gì? Mì 2X cho chị Hạnh Trần nè, em sale con này 85 rồi đó nha chị ơi, hàng này 95 bên em á. Ok em. U mì chính tóc thì nó chỉ có một loại đó thôi Thiết Kha ơi, chỉ có một loại em vừa mua thôi, chứ không có cái loại nào nữa trơn, chỉ có một loại đó. Bộ bộ dập ly mango ống bự màu xanh, ok chị Diễm cà phê. Mango dập ly em đang bán có 95.000 nha mấy chị. U mì cái gì? U mì chín tóc hả? Ủa cái bộ cái u mì, u mì đó là dài mà hay chín tóc ta?
Có, chị mới làm, chị làm được 2 bữa rồi. Chị làm được 2 bữa rồi, thoa kem ơi, chị làm được 2 bữa rồi em yêu. Cái gì em đang định nói em làm cái gì cho mấy chị, tự nhiên mấy chị hỏi cái em quên. Mì 2 ít hết rồi, giờ còn mì size nhỏ được không? Mì size nhỏ được không? Mì size nhỏ được không? Màu xanh này là bộ mango dập ly ống rộng em ơi. Bộ này chị đang sale 95 ngàn. Cái này là mango dập ly ống rộng 60 kg đổ về. Con này từ 45 đến 60 kg. Em đang sale mấy chị ơi 95 ngàn. Ai mà đã mua mango bên em rồi thì mấy chị chỉ có một cái chữ duy nhất thôi là ghiền. Đảm bảo cho mấy chị ghiền luôn. Mango dập ly. Cái này là dài ống rộng giùm em, dài ống rộng nha. Sale 95 ngàn á, mango. Cổ nó đẹp lắm nha mấy chị nè, cổ nó nè. Cổ nó có đính hạt châu á. Ok để em sale cho. U mì em còn size nhỏ, có chị nào mua size nhỏ em xả 85 luôn lô này cho hết á. Nè. Mì này là bao đẹp luôn. Size M. Size M là 53 54 kg là size M nè. Đây. Mì này là dạng baggy cho em nha, hàng xịn cực kỳ, size M nè. Ai lấy M comment 52 53 kg M. Chị lấy 5 bộ mango phối nha, em mua bán mango mango phối 5 bộ hả chị? Dạ. Sỉ 5 bộ là 90 ngàn bộ chị ơi. Em bán giá rẻ lắm yên tâm. 5 bộ đi em lấy cho 5 màu. Em bán không có mắc đâu mấy chị đừng lo. Trời ơi mấy bà sỉ lấy hàng bên em là đúng bài rồi đó. Em bao cho mấy chị từng loại luôn. Cho mấy chị từng loại luôn. Em mời cho Tuyết Kha nè, quần này phải dùng một từ là xuất sắc. Chị nào mua u mì bên em rồi cho em ý kiến đi mấy chị. U mì nhà em rất đẹp đúng không? Em ok, u mì đợi xíu 55 kg lấy anh L đi Diễm Hương ơi. Đợi xíu chị lên line L. Sang L cho lựa nha. Bây giờ em sẽ lấy cho chị 5 màu u mì phối, ơi xin lỗi mango phối. Lai màu tím nè. Màu vàng nè. Màu đỏ thôi chị bán em sẽ lấy cho chị nguyên luôn nha, chưa khui luôn. Em lấy cho chị là chưa khui luôn. Đây mango phối mẫu đang treo 95 ngàn. Xanh. Xanh, tím, vàng, kem. Rồi 5 bộ 5 màu nha chị yêu. Dạ chính tóc là mẫu phối nè chị. Màu kem nè. Màu da. Màu tím nè. Màu xanh nè. Màu đỏ nè. Màu vàng 5 bộ cho em. Em bán rẻ cho mấy chị về mặt cho nên mấy chị cứ yên tâm đi. Cái này là măng gồ phối. Cái bộ màu tím đang treo á 95 ngàn. Măng gồ phối. Cái này cho chị Diệu Nguyễn nè. Mấy chị mua hàng bên em cứ yên tâm. Năm nè. Đây măng gồ phối. Rồi nha em còn màu đỏ. Có chị nào lấy thêm thì lấy. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, mango chín tóc. Còn được 4 bộ, 5 bộ. Đẹp lắm. Em nói mấy chị em là người bán đây mà. Em cầm cái mình vải em còn mê luôn á. Tại vì hàng vải rất là đẹp luôn. Nè. Mango này mấy chị lưu ý cho em cứ mấy chị 45 kg cho lên, 60, 62 kg cho xuống là mặc được hết. Mango dập ly. Hàng này hàng chín tóc giùm em nha. Chín tóc. Rất là nhiều chị mua dập ly bên em rồi. Mấy chị nói là ngoài chợ mấy chị mua toàn là 100 mấy không á. Mấy chị toàn là ngoài chợ mua 100 mấy không đó. Ok Ngọc Dung cho em xin địa chỉ luôn chị Ngọc Dung ơi. Hoặc là chị Ngọc Dung nhắn qua Messenger cho em xin địa chỉ nha chị Ngọc Dung. 0931 044 253 không 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 có đùi bà ơi. 0931 044 253. Ok chị Ngọc Dung nè cha, nhắn qua giùm em địa chỉ nha. Đùi bây giờ tôi còn cô Tông Thái và Bùi Thu ơi,
Cô Tâm Thái Phối đó bà có lấy được không? Tôi đang sale con đó đó. Cô Tâm Thái Phối 70.000, sỉ 65 á. Đỏ và xanh. Ok chị Ngọc Dung, đỏ và xanh. Chị Ngọc Dung nè. Chị Ngọc Dung nhắn giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Ngọc Dung. 044 nè, 253 nè. Dạ em bán có 95.000 thôi mấy chị ơi. Thương em cho em một lượt chia sẻ nha mấy chị. Chị Ngọc Dung nè, 95 nè. Dạ. Màu vàng Hoàng Phan ơi, cho em xin số điện thoại chị đẹp ơi. Em còn màu vàng, màu tím và màu đỏ. Còn 3 màu. Rồi có ai lấy đi thì lấy nha. Còn 3 màu. Rồi em còn bộ này quần dài nè. Em còn một bộ màu hồng quần dài. 95.000 thôi mấy chị ơi. Em còn một bộ màu hồng quần dài. Ok chị Ngọc Dung. Em còn bộ màu hồng quần dài. Chị nào lấy hồng dài comment cho em 95.000 hồng dài. Bán quá rẻ luôn đúng không mấy chị? Lên cho em hồng dài đi. Lên cho em hồng dài 95.000 luôn. Tặng cho mấy chị luôn. Tại nó bán rẻ cho mấy chị thương em. Thương em chia sẻ giùm em nha mọi người. Mấy chị mua hàng bên em nhận hàng về. Nếu mà thấy ok đẹp rẻ mấy chị giới thiệu bạn bè ủng hộ giùm em nha. Cảm ơn mấy chị trước nha. À, còn bộ có sơ mi không Ngọc? Dạ không hết rồi chị ơi. Dạ hết. Quần riêng ngố không có luôn chế đẹp ơi. Quần riêng ngố không có luôn chị yêu ơi. Rồi. Ai lấy nữa không mọi người ơi? Con này làm ăn gòi dập ly nha. Để em coi có cái màu gì lạ lạ em lên cho mấy chị. Cho nó hết luôn cục này cho rồi. Rồi mấy chị lên cho em một bộ hồng ống rộng quần dài. Một con mang gòi dập ly ống rộng quần dài cho em. Ống rộng quần dài dập ly lên cho em màu hồng. 95.000 màu hồng. Có một số chị rất thích mặc quần ống rộng. Trời ơi xinh cute ghê luôn chưa. Rồi chị nào lấy hồng comment cho em. Con này là quần dài ống rộng nha mọi người. Dài ống rộng. Lấy ba bộ lấy rồi chị Diễm Cà Phê ơi. Chị Diễm Cà Phê là chị lấy thêm á hả? Đây màu hồng dài ống rộng cho em hồng. Chị Diễm Cà Phê là chị lấy thêm hay sao chị ơi? Đây. Chị nào lấy hồng dài ống rộng comment cho em. 95.000 hồng dài ống rộng. 95. Cái màu xanh này nãy em like rồi nè. Lấy cho chị. Lấy cho chị màu hồng tay dài. Hồng tay dài là gì? À, ok anh Quỳnh nè. Con này đang sale nè anh. Anh Quỳnh ơi mua đi đơn chị mai em gom chốt luôn cho. Xanh. Bà có lấy xanh không? Tôi còn màu xanh nè. Xanh ống rộng luôn. Chưa chị mua đi mai em gom lại em chốt cho. Ai lấy xanh comment xanh cho em. Đó. Đẹp ghê luôn cho mang gòi dập ly. Vải cực chất luôn. Ai lấy xanh comment xanh cho em. Chưa nha chị Anh Quỳnh. Mai em gửi. Xanh. Dạ ok chị. Bây giờ em đang like rồi. Cho chị bên nào đây. Màu xanh cho em mấy chị ơi. Ai lấy xanh dài ống rộng comment. Thường là quần ống rộng nó sẽ mắc hơn quần ống nhỏ đó. Nhưng mà em vẫn sale cho mấy chị. À lấy thêm ok chị đẹp. Dạ chị lấy thêm 3 bộ mango phối. Dạ cảm ơn chị Diễm Cà Phê nè. Rồi nha em còn màu hồng màu xanh. Em còn có mấy bộ mấy chị ơi, mấy chị đợi em xíu em like cho xong luôn nha mọi người. Rồi cái này là con ống rộng chín tấc. Con này chín tấc cho em lên cho em màu nâu. Này là ống rộng chín tấc nha mấy chị ơi, ống rộng chín tấc. Rồi comment cho em màu nâu nha mấy tình yêu ơi, màu nâu cho em, màu nâu. 215.000 bộ đồ. Má ơi. Bởi vì một khi vô shop hay là khi ra chợ rồi nó sẽ khác nha mấy bà. Đó. Rồi em còn mấy bộ thôi, chế nào lấy thì lấy, em qua nha. Mang rồi dập ly.
Bộ chị mặc hả? 80.000 em ơi, chị đang sale. Bộ mặc 85 á mà bữa nay sale 80 thôi đó. Bộ mặc là lụa thái, tay dài quần dài 80.000. 55kg về. 55kg về 80k. Rồi. Rồi nha mọi người, bây giờ em lên hàng sale tí xíu nha mấy chị ơi. Em lên hàng sale chút. À quên, nó đang like quần u mì. Đây u mì 85. Size S. Đúng rồi, ống rộng. Ống rộng nha anh Quỳnh ơi. Mẫu beo này là ống rộng. Beo hồng. Beo hồng với beo màu nâu đều là ống rộng hết. Nè. Quần dài ống rộng. Dài ống rộng. Lấy đem bò beo hồng đi, beo hồng đẹp nè, dài ống rộng. Ok Liên Nga. Lấy cho chị màu hồng tay dài mango. Chị ơi mango em đâu có tay dài đâu chị. Mango em đều là tay ngắn hết. Mango em không có tay dài nha. Rồi u mì em còn size S. Em còn ba cái quần này size S nè, u mì đẹp lắm. Ok anh Quỳnh Quỳnh. Ok chị. Anh Quỳnh Quỳnh nè. Ok quần dài luôn á. Rồi u mì. U mì mấy chị ơi, em còn ba cái đều size S hết. Size S. Size S cho em. Size S là 50-52kg về. Ai lấy u mì size S comment 85.000. 85.000 cho em mì size S. Ai lấy mì size S comment cho em 85.000, 50-52kg về. Tại vì cái mì Betty này á là cái form nó bự nha. Cho nên size S của nó là phải 52kg về là mặc size S là ok luôn á. Ba cái ba mẫu. Ba cái mặt đai khác nhau nha mọi người. Ai lấy comment cho em. Ba cái mặt đai khác nhau nè, đó. Em sale luôn 85.000 mì Betty. Mì Betty cho em. Ba cái size S là 52kg về. 52kg về để em coi em còn size L cho chị Kiên cái 55kg không. Đây còn size L nè. Size S 85 3 cái ok em nè. Quần này đẹp lắm, mấy chị mua về mặc đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Quần này à, khách em mua ngoài chợ 165.000 cái u mì này đó. Bữa hổm bả mua 2 cái. Xong bả qua bả thấy em like bả mua thử cái về coi giống không. Bả nói à, y chang luôn mà bả mua 165.000. Bả mua chỗ nào á cũng chém ba cũng lắc đít thiệt luôn á. Nó chém bả đúng lắc đít luôn á. Bán kiểu đó mấy người một ngày nó chỉ cần bán 5 cái là nó bằng em like một ngày rồi đó. Thiệt thì bán quá trời mắc luôn. Em cởi em bán mấy chị em bán lời ít thôi, chấp nhận lời ít. Nhưng mà em bán ra cho mấy chị. Chứ mà bán đây còn cái em mờ. Rồi mẫu này mấy chị comment cho em mẫu này. Em còn 3 cái size SML. Comment cho em mẫu này mẫu số 2 đi. Số 2 này em còn 3 cái 3 size luôn SML luôn. Số 2 cho em SML. U mì 85.000. 3 size SML cho em. SML. U mì này là mặt đúng đã luôn. Đúng chuẩn luôn. U mì 1m55-55kg. Đúng rồi, u mì đẹp lắm. Bây giờ bả 55kg, mét 55 mà bả mặc size S á. Mấy chị comment cho em mẫu này số 2 đi, 3 size SML. Nó bà nào 55kg tự tin lấy cho em size S hoặc size M thôi. Tại vì form baggy này là size bự hơn form thường. Quần tay nữ. Tay nữ em có mà em còn ít rồi chị ơi. Hóa ra chị Hoàng Phạm ơi. Rồi chị nào lấy mẫu số 3 này comment 3 size SML nha. Rồi hết. U
U mì là 90 á, sale 85 á. Rồi hả em nói chị. Rồi bây giờ em sale lộn xộn tí xíu nha mọi người. Linh ơi, bộ chị mặc nhiều màu lắm, em có coi mẫu chị mặc không, em chị like mẫu cho. Rồi lên cho em áo giấy mấy chị ơi, áo giấy ba lỗ nè. Em còn con áo giấy ba lỗ 55kg về. Áo giấy ba lỗ nha. Anh L cho chị Hạnh Trần nè. Em sale 85.000. Ai lấy áo giấy comment cho em giấy ba lỗ 25.000. Sale 25.000 luôn. Chị nào lấy comment cho em áo giấy 25.000. Quá đẹp, 55kg về 25.000. Dập ly tím đó là 95.000 nha chị ơi. Ai lấy áo giấy comment cho em 35. Ồ lộn, 25, áo giấy 25. Rồi lên cho em bộ 3D. Bộ 3D cho em 60kg về, 3D bao xịn luôn, sale mấy chị luôn 55.000 nè, 3D. 3D đẹp xịn xò, 55.000 giùm em mấy chị ơi. Ai lấy chuột comment chuột cho em 55.000. Lên cho em 3D chuột 55.000, 3D chuột. Rồi áo Quảng Châu phong rộng tay dài 60kg về. Rộng tay dài cho em, áo Quảng Châu vải đẹp xịn luôn. Xem mấy chị luôn 40.000, lên cho em màu ruốc 40. Tay dài, tay dài. Tay dài 60kg về 40.000. Ok, lên mẫu chị mặc đúng không? Mẫu chị mặc đang sale có 80.000 thôi. Lên cho em áo Quảng Châu phong rộng 40.000. Đợi chị xíu chị like cục này đó nha. Quảng Châu phong rộng 40. Độ luyến. Độ luyến này cái đơn chị em chưa chốt chị ơi. Chị cọc giùm em 50.000 đi, em mới chốt cho chị ơi. Rồi comment cho em tay dài. Áo bé 40kg về. Lên cho em một con thái tay dài bé, em sale tặng cho 20.000. 20.000 cho em. 40kg về 20. Áo thái bé 20.000. Comment cho em thái bé 20, thái bé 20. Rồi lên cho em quần đuổi mấy chị ơi, em còn con quần đuổi nè. Em còn con quần đuổi nha, 129.000 nè, giảm hàng không, size S luôn. Size 50-52kg. Ai lấy quần đuổi comment cho em còn con tặng luôn 49.000. Quần này bán 60 quá giờ sale 49 luôn. Ai lấy quần đuổi comment cho em 49.000 size S. Rồi lên bộ chị mặc ha. Bộ chị mặc nhiều mẫu nhiều màu. Nhiều mẫu nhiều màu. Rồi chị nào lấy bộ em mặc comment số 1 cho em. Quần 49 cho Tiết Kha, Tiết Kha mua đi. Hàng đẹp lắm em ơi, xe 49. Thái bé 20. Cho Liên Nga áo này 40kg về đây nha. 30-40kg mặc đẹp, xe 20k luôn. Rồi. Rồi chị nào lấy tay dài lụa thái comment cho em. Ai lấy bộ em mặc comment cho em số 1 nha. Em đang xe 80.000. Chị nào lấy comment số 1, số 1 cho em số 1, 80. Số 1. Phơ này 55kg về cho em nha mấy chị. 55kg về cho em là ok. Số 1 cho Ly Nga bộ nè, 80.000. Ly Nga nè. Mấy chị sĩ là không chị Hoàng Phạm ơi, khách mới phải lên số điện thoại địa chỉ giùm em chị ơi. Chị lên số điện thoại địa chỉ cho em kiểm tra trước rồi mình đặt hàng nha. Rồi comment cho em số 2. Ai lấy bộ này comment số 2 cho em. Sale mấy bà 80 luôn, mấy chị sĩ là 75. Mấy chị khách sĩ là 75 nha, lẻ là 80 giùm em. Đây comment cho em gấu số 2. Ai lấy số 2 comment cho em số 2. Hà
hàng không đẹp không lấy tiền mấy chị đâu. 80 ngàn bộ thôi, số 2 giùm em. Số 2, số 2. Số 1 thì chốt là Liên Nga ơi. Comment cho em bộ này là số 2 nha. Rồi comment cho em số 3. Ai lấy số 3, comment số 3 cho em nè, số 3. Đó, nhiều mẫu lắm, hàng lụa này bao la mẫu luôn, số 3 giùm em. Ai lấy số 3, comment số 3, sale 80. Số 2 cho Tuyền Bích nè. Tuyền Bích nè. Ai lấy số 3, comment số 3 cho em, số 3. Mã 2, ok chị. Hai cho chị Diễm Cà Phê nè. 80 ngàn thôi chị ơi. Rồi comment cho em số 4. Ai lấy số 4, comment số 4. Siêu sang, siêu đẹp luôn. Số 4 giùm em, số 4. Ai lấy số 4, comment số 4 cho em, 80 ngàn. Số 4, số 4. Chấm bài giùm em mấy chị ơi, chấm chấm giùm em cái nha. Comment cho em số 4. Chị Hoàng Phạm ơi, trời ơi, nãy giờ xin số điện thoại địa chỉ hoài không cho, mà chị comment em đâu có chốt cho chị đâu mà comment. Rồi comment cho em số 5. Ai lấy số 5, comment số 5. Số 5 cho em. Lên cái số điện thoại em kiểm tra anh cái rồi đặt hàng chị ơi. Số 5 giùm em mấy chị ơi, số 5. Mấy chị kia người ta không có cho, lý do là người ta là khách cũ rồi. Còn khách mới phải lên số điện thoại địa chỉ giùm em, hoặc là nhắn tin qua giùm em. Số 5 nha mấy chị. Số 5, số 4, số 3. Em còn 3, 4, 5 nha. Em còn 3, 4, 5. Rồi qua mẫu. Em like này xong em quay qua sale cho mấy chị. Đợi em tí nha. Rồi số 6 là bộ đang treo. Chị nào lấy bộ đang treo comment số 6 cho em là bộ đang treo số 6. Dạ không, bộ này 60kg không vừa chị ơi. 60kg chị lấy lụa 2x bên em là vừa. Rồi số 7. Chị nào lấy bộ này comment số 7 cho em, số 7. Số 7, số 7 giùm em. Đẹp ghê chưa mấy bà, số 7. À lấy số 7, số 6 là mẫu màu hồng đang treo. Comment cho em số 7. Comment số 7 cho em. Lựa giùm em đếm qua nha mấy chị ơi. Rồi lên cho em số 8 nè. Ai lấy số 8 comment số 8. Chốt cho em số 8 nha. Số 8, số 8 giùm em, số 8. Số 8 giùm em. 8 cho Ngọc Ngân Nguyễn nè. Ok, Ngọc Ngân Nguyễn, 80 ngàn. Rồi comment cho em số 9. Số 9 nha mấy chị ơi, số 9, số 9. Ai lấy số 9, comment số 9 giùm em. Số 9, số 9. Số 9 giùm em. Rồi số 10. 8 cho chị Diễm Cà Phê. Ok chị nè.
cho em số 10 nha mấy chị, số 10. Ai lấy số 10 comment số 10 cho em số 10. Đẹp quá mấy bà ơi. Cho tôi lấy bộ số 10 này tôi mặc quá, số 10. Số 10 giùm em số 10. Số 9 cho Liên Nga, bộ số 9 nè. Ok Liên Nga bộ số 9 nè. Rồi chế nào lấy số 10 comment số 10 cho em. Rồi ok chị Hoàng Phạm nha. Rồi lựa giùm em đi chị ơi, số 10. Rồi em qua cục này luôn nha. Số 10, số 10. Ai lấy số 10 comment số 10, số 9 nè, số 7 nè, số 6 nè, số 8. Số 8 là màu trắng rồi, đợi tôi chút xíu tôi lấy màu tay số 8. Hoa sen là ai ta? Hoa sen là ai vậy chị ơi? Zalo hoa sen là ai? Zalo hoa sen là ai mấy chế ơi? Số 8 cho Liên Nga nè. Số 8 cho Liên Nga nè. 80.000 nè. Rồi. Số 10 à, phải không? Em còn 3 4 mẫu nữa, 11. Ai lấy 11 comment 11 cho em 85.000 10 ở 8 80.000. Comment cho em 11 11. Ai lấy 11 comment cho em 11. 11 nha. 11 giùm em 11. 11. Rồi đợi em xíu nha chị, đợi em xíu nha. Ai lấy 11 comment. Rồi lên cho em 12, em còn 3 mẫu nữa em qua hàng sale nha. 12. Ai lấy 12 comment cho em 12. Mười hai giùm em. Mười hai giùm em. Đại tí qua luôn cái lô này. 12. Rồi comment cho em 13 nè. 13. Mấy chị ơi chấm bài lên giùm em, coi chừng nó bị ẩn comment nha mọi người. 13. 13, 13 giùm em, 13. Không, các kia nam không có bà ơi, 13. Mười hai cho chị Diệu Nguyễn nè, ok Diệu Nguyễn nè. Em đang sale có 80.000, quá rẻ. 13 giùm em. Alo. Ok. 12 cho Liên Nga nè. Đang xe 80, 12 cho Liên Nga nè. Rồi chuẩn bị qua sale mấy bà ơi, sang hàng sale nha. 13, 13. 12 ok chị Diễm Cà Phê, 12. Cho chị Diễm Cà Phê nè. Rồi comment cho em 13 mấy chị ơi, 13. 13, 13 giùm em nha, 13. Ai lấy 13 comment 13 giùm em. 13. 13 đẹp quá mấy chị ơi, 13 đẹp lắm luôn. 13 màu nâu giùm em, 13. Ai lấy 13 comment 13 nha. Rồi bộ cuối cùng. Cuối cùng cho em mã 14.
đang sale 80.000, vải đẹp lắm. 13 cho Thùy Linh số 1 nè, 80 nè. Rồi mã cuối cùng 14 giùm em. 14 Vi Nguyễn 14. Sale 80.000 mấy chị ơi, đẹp lắm luôn, ok. 14 cho Vi Nguyễn nè, 80k bột. Chuẩn bị vô mùa mưa rồi mấy chị mình sẽ mặc dài cho tới 21 Noel luôn. 14 mới cho Vi Nguyễn nè. Vi Nguyễn nè, 80.000. Vi Nguyễn em có kết bạn bên Zalo chị rồi đúng không? Hình như chị có lưu em là Vi Nguyễn bên Zalo hay gì nè. Quỳnh My là ai em ơi? Ôi chưa có lưu Vi Nguyễn. Quỳnh My là khách mới lên số điện thoại địa chỉ giùm chị nha. Nhắn qua giùm chị đi. Vậy em nhắn qua giùm chị nha, nhắn qua giùm chị đi. Nhắn qua giùm chị, 14 hết rồi bà ơi. 14 hết là Liên Nga ơi, hết 14 nha. Hết 14. Hết 14 rồi, để tôi lấy lụa qua tôi sale cho mấy bà. Hết 14 nha. Hết 14 rồi mấy chị ơi. Quỳnh My khách mới lên số điện thoại địa chỉ em chị em ơi. Dạ em hết 14 rồi mấy chị ơi. Lên cho em 15 đi. Em hết 14 nha, lên cho em 15. Ai lấy 15 comment 15 cho em. Trời ơi, xin ngất ngay gà tay luôn. 15. Hết 14 rồi mấy chị. Comment cho em 15. Ai lấy 15 comment 15 cho em. 15 giùm em mấy chị ơi, 80.000, 15. 15. Luôn. Rồi comment cho em 16. 16. Lên số điện thoại địa chỉ đi em ơi, khách mới chưa có thông tin. 16. Khách mới mấy bà đọc cái bài ghim trên màn hình giùm tôi đi mấy bà ơi. Mấy bà đọc bài ghim giùm tôi cái nha. 16. 16 giùm em, đẹp không à. 16, khách mới phải có số điện thoại địa chỉ. Rồi comment cho em 17. 17. Ai lấy 17 comment 17 giùm em. 17. Comment cho em 17. Rồi bộ cuối cùng mã 18. Rồi hết. Hết lô tay dài nha. 18 giùm em. 18. 18. Rồi hết nha mấy chị đẹp ơi. Rồi bây giờ. Dạ không chị ơi, 60kg chị phải lấy tay dài lụa kia. Lụa hàng á. Còn cái này lụa Thái là 55kg về. Rồi em qua cho mấy chị, em sale cho mấy chị một lô tay dài 60kg nha. Tay dài 60kg thì em sẽ sale rẻ hơn luôn. Tại vì cái bộ kia em xả luôn. Tay dài 60kg em đang sale 75.000. Chị nào lụm được thì lụm. Tại vì ai mua quen hàng bên em thì biết nha. Giá bên em là giá sale sập sàn luôn á. Sập nhà luôn á. Em còn ít lụa nè.
Đây size này size 60kg nè. Ơ em còn mấy bộ KT đùi nè mấy chị. Chút xíu em xả cho. Xả đây. Ok. Rồi. Ngã cái cây lai chim luôn. Dục cục hàng vậy mà nó trúng vô luôn hay gì. Em còn cái gì ít ít đem xả cho mấy chị về bận nha. Ô cái này bộ đuổi hả? Ok xả luôn. Ok xả luôn. Bà có lụa thái không Ngọc? Đây lụa thái là bộ tôi đang mặc là lụa thái đây. Lụa thái là mặc trâu á. Mặc trâu là mặc lụa thái á. Rồi mấy chị ơi đợi xíu nha. Những cái hàng linh tinh này để em xả cái nha mọi người. Đây cái bộ này xả luôn 35.000. Chị nào size 55kg về mua mặc cực kỳ đã luôn 35.000 thôi. Màu hồng, màu vàng, màu tím, màu đỏ. Em còn được 4 màu. Xả luôn 35.000 lụa lẫn. Ôi xin lỗi xin lỗi, 39.000 nha. 39.000. 55kg về mặt đẹp lắm. Bữa hổm em mặc like cho mấy chị coi rồi. Bữa hổm em xả 45, nay xả 39.000. 39.000 giùm em màu tím 55kg về 39.000 đi. Lỗ quá trời lỗ rồi mấy chị ơi. 39.000 luôn. Đẹp cho 55kg về. Quần có túi luôn. Lên cho em màu tím. Hàng này sale 39.000 là từ chết tới bị thương rồi đó mấy chị. Cổ hai lá nè. Lên cho em màu tím 39. Nửa thang nữa. Chập tôi cái là thang à. Màu tím nè. Màu vàng. Màu hồng với màu đỏ đô. Em vào được 4 màu sale 39.000. 39.000 4 màu. Đây đỏ đô nè. Quần 2 túi nha mấy chị 39.000. Lụa, lụa, KT lụa em ơi. KT lụa. KT lụa vải mềm mịn. Nói chung là chất không có xấu, chất đẹp không à. Hàng này bữa bán 55.000 á. Bữa chị bán 55.000 á, nay sale luôn 39.000 á. Cái này là đang xả đó 39.000 nha. Ai lụm thì lụm thôi chứ xả giá này rẻ quá rẻ rồi. Tím 39 cho Tuyền Minh nè. Tuyền Minh cho em xin lại số điện thoại chị Tuyền Minh. Cho em xin lại số điện thoại nha. Màu đỏ cho Quỳnh Nhỏ xe 39.000. Quỳnh Nhỏ nè. Ai lụm lụm đi chứ mua về mà đẹp quá hỏi còn không. Không còn đâu. Hết màu tím rồi Ly Nga ơi. Hết màu tím rồi nha. Đỏ cho Tuyền Minh nè 39 nè. Cho em xin lại số điện thoại nha Tuyền Minh. Màu đỏ cho Quỳnh Nhỏ rồi, hết tím rồi. Còn màu đỏ, màu vàng với màu hồng. Còn đỏ, vàng, hồng thôi, ba màu. Dạ không, em không có size 80kg nha chị ơi. Hồng với đỏ cho Liên Nga xả có 39.000 à. Trời ơi, mua đi rồi về mặt đẹp quá, kiếm nữa không có còn đâu. Có nhiều chị mua xong nhận hàng, Ngọc ơi còn không, đâu có còn mấy chị. Hàng sale giá này là sale cho hết luôn rồi đó. Rồi em còn bộ màu vàng. Thì Tuyền Minh cho em xin lại số điện thoại nha. Bữa em quên lưu lại rồi. Màu vàng, màu vàng. Còn một bộ màu vàng 39.000 còn bộ. Một bộ màu vàng duy nhất 39k. Một bộ màu vàng duy nhất nha mấy chơi 39. Đào quá, đào cái miệng. Còn màu màu vàng. Có ai lấy vàng giùm em luôn không mấy chị? Có ai lấy vàng giùm em luôn không mấy chị ơi? Số điện thoại đang ghim trên màn hình 0938577996. Số điện thoại đang ghim trên màn hình mấy chị. Chị Tuyền Minh hai bộ nè. Em còn bộ màu vàng nha. Rồi qua hàng sale. Em có cái bộ đùi. Ôi chứ cha gớt luôn rồi.
Đây KT tiếp tục em sale cho mấy chị bộ dài. Bộ này còn 1, 2, 3, 4, 5 bộ. 5 bộ KT Caro. Xả luôn cho mấy chị bộ này luôn. Trời ơi, mặc sam nha mấy chị ơi. Lên giùm em mặc sam nha. Mặc sam là không có hàng xấu đâu. Xả cho mấy chị bộ này luôn 45.000. 45.000 cho em. Vải rất là mềm luôn. Mấy chị mặc bộ này cực kỳ mát. Rồi mấy chị lên cho em màu xanh 55kg về. Em sale bộ KT mặc sam này 45.000. Thôi 40.000 đi, 40 luôn. Mấy chị tranh thủ lụm nha. Em còn có mấy bộ thôi, 40.000. Đây, mặc sam bộ dài cọc. Bộ dài cọc. Hàng này không thể nào là hàng xấu được đâu mấy chị. Đó, comment cho em xanh 55kg về em xả luôn 40.000. Chị nào lụm được lụm nha. Mai mốt mua nữa là không có còn đâu. Nhận hàng về đẹp quá. Ngọc ơi còn không? Không còn nha mấy chị. Lên cho em màu xanh, hai bộ màu xanh. Mỗi một màu nó chỉ có một hoặc hai bộ thôi. 40.000 cho em. Rồi lên cho em bộ màu vàng. Chất đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 40.000 bộ đồ này mấy bà chưa đủ tiền công mai nữa. Em sale giá này luôn mấy chị lụm đi thiệt luôn nè. Quần hai túi luôn nè. Rồi lên cho em màu vàng luôn. 45.000. Ồ lộn, 40.000. 40. Chị ơi để em coi coi nó vô điện thoại em chưa chị ơi. Nạp 50.000 rồi ok nè. Rồi ok lựa đi chị ơi. Hồi nãy chị có lấy cái gì không? Comment lại nha. 40.000 em sale. Hồi nãy chị đổ luyến lấy cái gì vậy? Đổ luyến nãy có lấy gì không? Lấy lại nha. Chị Hồng, chị Hoàng Phạm ơi, chị em chưa có lấy thông tin của chị luôn á. Mấy chị xài Zalo mặc một cái số khác thì mấy chị phải nói giùm em mình Facebook tên là gì nha. Vàng cho Phụng La Kim nè, bộ này em sale 40.000 mặc cho nó đã. Màu vàng cho Quỳnh nhỏ nè, ok nhận được rồi nha chị Đỗ Luyến. Quỳnh nhỏ nè, 40 nè, ok nè. Sọc xanh 40 cho chị dài cọc nè. Cho chị Diễm Cà Phê nè. Bộ này sale có 40.000 à. Áo thun 40 màu ruốc rồi, ok ok. Thun 40 màu ruốc cho Đỗ Luyến. Đơn chị còn á, để em lụm em gom lại hết cho nha. Đơn bữa giờ em đợi chị cọc hoài. Vàng em mới ra chị Diễm Cà Phê ơi. À vàng còn bộ, vàng còn bộ. Vàng em còn bộ nha, còn bộ. Cho chị Diễm Cà Phê nè, bộ này xả luôn 40. Mưa bão quá em bán banh xác luôn rồi đó. Vàng hết rồi Liên Nga ơi. Em hết, em còn có mấy bộ này thôi đó. Vàng hết rồi bà ơi, lựa qua màu khác nha, nhiều màu mà. Ơi còn nhiều màu lắm. Nhiều màu lắm nha, bây giờ màu nó na ná, chắc là tôi phải đánh số rồi mấy bà ơi. Tôi đánh số nha, số 1 nè. Ai lấy cái sọc này comment số 1 cho em đi. Số 1, số 1. 40.000 số 1 hết luôn rồi, sale phát cho nó đi luôn. Số 1, số 1 cho em, số 1. Mạc Sam, phải đẹp lắm luôn. Ai lấy bộ này comment số 1 cho em. Dạ cảm ơn chị Quỳnh nhỏ, cảm ơn mấy chị nhiều. Comment cho em số 1. Con sọc này em kêu số 1 á. Em sale 40.000. Dạ nhiều khi em nói thiệt mấy chị, em nhập về em bán ra cho mấy chị bán lỗ vậy đó. Nhưng mà nhiều khi em vẫn bán. Đâm ra tại vì nhiều khi bán tặng cho mấy chị một vài lô. Để mấy chị thương tình em ủng hộ em nữa. Comment cho em số 2 màu cam nè. Bộ đồ mấy chị đẹp vô cùng đẹp luôn, 40.000, quần có túi luôn. Comment cho em số 2, 40, số 2. Ai lấy bộ này comment số 2 cho em 40.000. Mua đi mấy chị ơi, bộ này mặc cực kỳ đẹp luôn. Cái caro này mấy chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt luôn á.
Còn có mấy bộ nha mấy bà ơi, số 2 cho em. Số 2 này màu cam nè, cam cà rốt nè. Đó. 40.000. Rồi comment cho em số 3 nè. Nhiều sọc. Đẹp ha. Comment số 3 cho em, số 3. Số 3 giùm em. À lấy số 3, comment số 3 40, số 3. Số 3 giùm em. Từ từ em sao lụa tiếp giờ á, nhà em lụa bao la. Số 3 rồi phải không? Rồi lên cho em số 4. 55kg về chơi, 55kg. Số 3 cho Quỳnh nhỏ. Có 40.000 thôi, trời ơi mặt sướng luôn. Số 2 màu cam cho Liên Nga nè. 40 nè. Comment cho em số 4. Số 4 mới chơi, số 4, số 4. Ai lấy số 4, comment số 4 cho em. Số 4 giùm em. Em ơi, nói chung là trong một ngày chị like 2 like cho mọi người lựa. Qua ngày mai là chị sẽ chốt đơn nha, chứ không có giữ lâu quá nha. Bây giờ không coi được thì tối nay gán coi rồi lựa thêm. Mai là chốt đơn. Số 1 cho chị Diễm ok. Ok chị Diễm ok số 1 nè. Ủa lộn, Diễm cà phê. Tự nhiên tôi nói Diễm ok. Dạ rồi ok chị. Số 4 cho chị Phùng Lai Kim rồi nha. Rồi comment cho em số 5 đi mấy chơi. Số 5 cho em 40.000 số 5. Ai lấy số 5 comment cho em số 5. Số 5 giùm em 40k. Nó nhiều màu quá mấy chị cho nên like hơi lâu chút. Số 4 mới là Liên Nga ơi. Con này số 5 rồi. Số 5, số 4 mới rồi em ơi. Số 5. Rồi comment cho em số 6. Số 6. Số 5 cho chị Hạnh Trần 40. Số 6 giùm em mấy chơi. Rồi số 6 đẹp quá. Số 6 đẹp quá mấy chơi, số 6. Comment cho em số 6. Quần có túi nha mọi người. Số 6 giùm em. Ôi cha, số 6 đẹp quá. Số 5 hết rồi em ơi. Còn số 6. Rồi bộ cuối cùng số 7. Vải quá đẹp. Số 7. Số 7 giùm em. Em lên số 6, số 7 rồi mấy chế ơi. Số 7. Số 7. Rồi hết nha mọi người. Qua lô. Lô này em xe có 40 thôi. Hết nha mấy chị ơi. Em còn số 6, số 7 với một cái sập xanh. Số 6 cho chị Diễm cà phê nè. 40.000 nè. Em còn số 7 với sập xanh nha. Sập xanh với lại số 7 là hết. Rồi qua sale lụa nha mấy chị ơi. Lụa giá xả tè le luôn, lậm lẹ luôn. Rồi lên cho em cục lụa đi. Giá tùm lum luôn, biết giá nhiêu luôn. Bán đại, bán chơi luôn. Rồi bộ này mấy chị lên cho em. Bộ này là bộ tay dài, tay ngắn 2 ít. Bộ này là tay ngắn 60kg, xả luôn 70.000. Quá rẻ luôn, lậm lẹ nha mấy chị. Hàng này 90 của em nè, bây giờ xả luôn 70 nè. Chị nào lấy đỏ comment cho em 60kg về. Lụa dài size 2 ít cho em 70.000 màu đỏ.
Ai lấy đỏ comment đỏ 70. 70 ngàn cho em. Lậm lụa đi mấy chị ơi, lụa đẹp tuyệt vời. Xanh cho Liên Nga nè. Bộ này sale 40 ngàn. Ok Liên Nga xanh. Chị nào lấy lụa 2x comment cho em 2x đỏ. Này là tay ngắn quần dài nha, em sale 70. Rồi comment cho em màu hồng, tay này tay cánh dơi. Màu hồng này tay cánh dơi 60-62kg về màu hồng cho em 70 luôn. Ai lấy hồng comment hồng. Sale quá rẻ luôn mấy chị ơi, màu hồng 70 luôn nha, 60kg về. Màu hồng cho em hồng 70. Đó. Màu đỏ màu hồng. Rồi riêng cái màu da này em xả 6 65.000 màu da nè. Dạ 60kg ok luôn chị ơi. Chị lấy màu đỏ luôn đi chị Nguyễn Linh. Nguyễn Linh nè, em sale 70 nè. Dạ 60kg. Cho độ luyến đỏ 70 nè. Còn bộ màu hồng nha. Rồi mấy chị comment cho em màu trắng đi. Bộ này em sale 65.000 xa 2x luôn. 60kg về lên cho em màu trắng. Đẹp quá, bộ này quá sang luôn. Lên cho em màu trắng 65.000. Bộ màu trắng này em sale 65.000 trắng. Trắng 65.000 thôi. Lậm lẹ mấy chị ơi, số lượng có hạn đó. Lụa này 60kg về mới chế mặt cực kỳ đẹp luôn. Độ luyến trắng nè, sale 60 nè. Ủa trắng 65 chứ lộn. Trời ơi, bán một hồi bán bắt ngáo luôn. Trắng 65.000. Cho chị Nguyễn Linh nè, sale có 65.000. Muốn lỗ sặc máu rồi. Rồi ok. Ai lấy trắng nữa comment cho em trắng. Rồi em còn bộ trắng với bộ hồng nha. Em còn bộ trắng với bộ hồng. Rồi em còn mấy bộ lụa lửng size M nè, 55kg về nè. Lửng em M 52kg về size M nha. 52kg về cho em. Ai lấy vàng 1 comment bộ này sale cho mấy chị luôn. Bộ này 52kg về lửng lụa size M. Sale cho mấy chị bộ này 55.000. Ai lấy vàng số 1 comment vàng số 1. Này là lụa lửng size M nha mọi người. 55.000 thôi, số 1, 55.000 số 1. Size 52-53kg về. Ai lấy cái đó comment vàng số 1 cho em. Vàng số 1 55.000. Dạ cảm ơn chị Bích Liên, cảm ơn chị. Số 1 55. Dạ cảm ơn chị đẹp. Em còn mấy bầu lụa size M nè mấy chị ơi. Rồi comment cho em vàng số 2 55.000 luôn số 2. Em còn màu vàng không mà nó nhiều hình. Comment vàng số 2 cho em 55.000 luôn. Vàng số 2. Không em ơi, một bộ không có đi đơn nha. Vàng số 2. Hai bộ trở lên mới đi đơn. M lẫn. Rồi comment cho em vàng số 3. Vàng số 3 cho em sale 55.000 bộ số 3. À lấy vàng số 3 comment cho em 55.000 vàng số 3. Vàng số 3 giùm em. 55k. Rồi qua cho em còn hai bộ tay dài. Ok cảm ơn em. Tay dài size M. Tay dài 55kg về em còn bộ sale luôn 65.000. Tay dài em còn bộ nha 65.000. 55kg về. Chị nào lấy xanh tay dài comment cho em 65.000.
kem xăng tay dài 65.000 55 kg về. Tay dài em còn bộ màu vàng, bộ màu xanh, sale 65 luôn. Đây màu vàng, màu xanh nè. Ai lấy vàng comment vàng. 65.000. Chấm bài lên giùm em mấy chị ơi, không mua mình cũng phải chấm bài mấy chị. Trời ơi, cái miệng em nó đang nổi đạn đau muốn chết luôn á. Chấm bài lên mấy chị ơi. Mấy chị không mua mấy chị cũng chấm giùm em với mọi người. Chấm đây cho nó có tương tác mấy chị. Trời mấy chế im ru luôn. Đâu có phải chấm bài là phải mua đâu mấy chị. Mấy chị thấy lâu lâu im ắng quá mấy chị chấm bài lên giùm em. Để nó có lượt tương tác đó mọi người ơi. Trời ơi mấy chị ngồi nhìn em không mà không bà nào chấm bài giùm em hết trơn. Rồi đây em có một cái yếm bé nè mấy chị ơi. Em có một cái yếm bé nè. Áo này mấy chị mặc cho bé trong một cái áo rồi ở ngoài một cái yếm cho em. Cái này khoảng 30 kg về em sale cho luôn nha. 35.000. 35.000 comment cho em một cái yếm bé 35.000. 30 kg về 35.000 luôn. 35.000 cho em một cái yếm bé 35k. 35k. Tay dài nhiêu ký chơi. Lên cho em một con áo thái tay dài. Trời ơi thôi chấm ít thôi. Lâu lâu rồi chấm cái mấy chị. Trời tới khi mấy chị chấm được. Mấy chị chấm quá chấm. Tới khi mấy chị im ru hết trơn buồn. Rồi lên cho em con tay dài 50 kg về áo thái nè. Tay dài thái 50 kg về cho em sale luôn 35.000. 35.000 cho em comment tay dài 35. Áo thái 50 kg về cho em 35.000. Lâu lâu mấy bà chấm lên mấy bồng. Tới khi em kêu mấy chị chấm chi dữ vậy. Phải có tương tác mấy chị. Rồi lên cho em chuột xanh đi. Bọn này sale 45 nè. Không có quần riêng lửng mấy chị ơi. Comment cho em chuột xanh 45.000. Bọn này sale cho mấy chị 60 kg về 45.000 luôn chuột xanh. Còn mấy bộ nè, còn 3 bộ nè. Comment cho em chuột xanh 45.000. Chuột xanh. Bọn này là bộ cu te Quảng Châu cho em chuột xanh 45.000. Chuột xanh. Rồi comment cho em mèo vàng sale 45 luôn. Mèo vàng 60 kg về mặt Vivo. Mèo vàng. Ai lấy mèo vàng comment mèo vàng cho em. Bộ này em bán 60.000 lần đó. Giờ em sale có 45.000 á. Chuột xanh cho chị Nguyễn Linh nè. 45.000 nè. Comment cho em mèo vàng 45.000. Mèo vàng. Em có hai bộ mèo vàng nha. 65 kg về đó mấy ai. 60 kg. 65 kg được luôn á. Mèo vàng 45 luôn. Không có 70 kg nha chị ơi. Mèo vàng, bộ này là cu te Quảng Châu, không có 70 kg em ơi. Đổ luyến mèo vàng nè. Xe 45 nè. Mèo vàng cho chị Nguyễn Linh nè. Ok, mèo vàng cho chị Nguyễn Linh rồi nha. Lụa 5D. À lụa 5CE á hả. Lụa 5CE là bộ bi. Hình như bộ bi hết rồi em ơi. Hết rồi, lô đó hết rồi.
Chị nào mặc thun lạnh 3D lấy 3D mặc, 3D vải, vải bao đẹp. Lụa 5C hết rồi, 5C chị hết rồi, bầu bi á, hết rồi. Không biết nó còn lọt sọ không chứ giờ hiện tại là hết nha. Rồi comment cho em đi mấy chị ơi. Mấy chị lên cho em bộ 3D, sale cho mấy bà luôn. 3D này xả 55 ngàn cho mấy chị về bận. Bao đã luôn 55 ngàn. 3D cho em 55 ngàn 3D. 5C chắc khó rồi quá. 3D cho em 55k. Bộ này 60kg về mới chế mặt đẹp 55 ngàn. Rồi lên cho em sale cục đuổi nè. À đây có áo nam nè, sơ mi 10k, áo thề le đây luôn. Rồi sơ mi 10 ngàn, em còn cái, em còn cái tặng cho mấy chị luôn. Sơ mi 10k 55kg về tặng luôn nha. 10k nè, 10k sơ mi 10k. Áo nam em còn một cái size 2X, một cái một thôi, một cái size 2X nha, size 60kg về sale cho mấy chị luôn áo nam. Trời ơi bà đẹp như vậy. Size 1X. Áo nam, áo nam 1X cho em mấy chị ơi, 1X. Sale cho mấy chị về bận, à, mua cho mấy ổng bận áo này cho em. 35 ngàn. 35 ngàn lên cho em đỏ 35. Ai lấy đỏ 35 comment đỏ 35. Màu đỏ 35 ngàn áo nam. Rồi áo giấy phông rộng em còn 3 con giấy phông rộng nè. Áo giấy Quảng Châu phông rộng giờ sale luôn đi 40 đi. Còn có 3 cái là 40 luôn. 40 ngàn. 60-62kg về áo giấy phông rộng cho em. Áo này mặc hơi bị mát luôn á, mát cực kỳ luôn. Sale cho mấy chị nha 40. 60-62kg lên cho em áo giấy phông rộng. Áo giấy hàng Quảng Châu 40 ngàn. Còn 3 con cuối cùng. Ai nhận con áo này xong cũng khen mặt mát quá trời mát. Còn 3 con á. Còn 3 con sale 40 ngàn con nha. Rồi em còn bộ lụa đùi 4X nè. Em còn bộ lụa đùi 4X 65kg về. Lên cho em 65kg về. Lên cho em bộ đùi size 4X. Xả luôn đi 55 ngàn. Bộ này 65kg về luôn nha. 55 ngàn cho em đùi 4X. 55k đùi 4X. Rồi đó. Mấy bà im ru nữa đó. Nó lâu lâu thì chấm giùm em lên cái. Bà hỏi mấy bà chấm vô chấm không kịp mấy bà luôn. Bà hỏi cái mấy bà im ru luôn. Đùi 55 cho độ luyến nè. Khi mà mấy chị đấy cái không khí nó im quá mới chấm chấm lên giùm em. Đùi hết rồi chị Nguyễn Linh ơi. Chị độ luyến lấy rồi. Độ luyến lấy rồi chị ơi. U mì 7 tóc thì có mẫu đó đó em ơi. Em lấy size mấy ít thì lấy chỉ có mẫu 1 à. Có gì đâu phải lên là có mẫu 1 thôi. Comment cho em bộ đuổi đùi. Đuổi đùi cho em mấy chơi. Đuổi đùi này 50-52kg về đuổi đùi giùm em. Sale cho mấy bà luôn. Đuổi đùi 50. Đùi 55 hết rồi nha mấy chị. Lên cho em đuổi đùi 50 ngàn. Đuổi đùi. Đuổi đùi này 52kg về sale 50. Rồi em còn hai bộ đuổi lửng nè. Đùi 50 cho chị Quỳnh nhỏ nè. Bộ này vải đẹp lắm luôn. Đùi 50 cho chị Quỳnh nhỏ. Hết rồi chị Trần Nghĩa ơi. Rồi em còn hai bộ đuổi lửng. Hai bộ đuổi lửng này sale cho mấy chị luôn. Hai bộ đuổi lửng nha. Xả cho mấy chị luôn. Đuổi lửng cho em 60 ngàn. Trời ơi cái vải nó đẹp. Đuổi lửng 60 luôn. 60kg về giúp em. Đuổi này là đuổi xước luôn nha. Hàng đẹp 60 ngàn. 60 ngàn. Chị nào lấy đuổi lửng comment cho em lửng 60.
60kg về lên cho em lửng 60. Lửng 60.000 giùm em. Cho chị Độ Luyến nè. 60 nè. Em còn một bộ, em còn bộ 60.000. Còn bộ. Còn một bộ, một bộ. Em còn bộ lụa này size 2X nè, chị Trần Nghĩa vô sao có coi không? Bộ lụa này em sale 65.000 nè. Đuổi 60 cho chị Ánh Ngọc nè. Ánh Ngọc, ok ok, lụa dây đợi chị xíu. Lụa dây đang xả có 59.000 bộ lụa dây size 2X luôn. Lấy luôn bớt không? Không chị ơi, trời ơi. Em đang sale rẻ em muốn xỉu rồi, chị trả giá nữa chết em luôn. Chị trả giá nữa là không thấy em luôn á. Bộ lụa size 2X 60kg về. Em đang sale bộ này 65.000. Em còn 2 bộ. Mấy chị đâu? Cực kỳ sang luôn, cái màu này mặc lên rất là sang luôn, 65.000. Quá đẹp luôn. Em còn 2 bộ. Size này size 2X cho em 65.000. Hai cái mì ngố á, mì 7 tóc á Vân Bạch Kim ơi. Em lấy 7 tóc không? 65.000 thôi, size 2X đó. Em lấy 7 tóc không em ơi? Dạ đẹp. Chị Trần Nghĩa nè. 65. Rồi em sale tay dài cái nha mấy chị. Tay dài em còn mấy bộ, xả luôn 75.000 luôn. Xả luôn đi 75.000. Ok. Tay dài này là size 2X luôn, 60kg về xả 75 luôn. Em xả là em muốn xả cho hết luôn á. Em sale cỏ này luôn mà mấy chị không chịu nó thôi luôn á. 75.000. Trời ơi. Lụa tay dài 2X 60kg về. Bán cho mấy chị, bán như chị em ruột trong nhà luôn, 75.000 luôn. Đó. Ai lấy comment cho em số 1. Ai lấy đỏ này comment đỏ 1 cho em đi. Em sale bộ này 75.000 tay dài lụa 2X. Lụa nhà em là nó đẹp cỡ nào là mấy chơi biết rồi đó. Comment cho em đỏ số 1, em sale 75.000 tay dài quần dài. Em còn có 2 bộ à. Còn đúng 2 bộ luôn, 75.000. 75.000, 75.000. 2X này chắc em mặc vừa mà. Thì cái bộ lụa 2 dây nó cũng là 2X đó. Ai lấy đỏ 1, comment đỏ 1 cho em 75. Rồi màu vàng nè mấy chị ơi. Xe 75.000 màu vàng cho em màu vàng. Trời vải quá đã luôn. Lên cho em màu vàng. 75.000 màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng, tay dài quần dài 75k. Màu vàng giùm em. Cho Thu Yến bộ nè 75. Đã đẹp lắm. Ai lấy vàng comment vàng giùm em nha, màu vàng. Đỏ 175 cho chị Nguyễn Linh nè. Dạ rồi, em xả cho hết luôn đi. Ai lấy vàng comment vàng. Em còn mấy bộ mấy chứ chia nhau về mặt đi. Chứ mấy chị mà đợi nhận hàng xong đẹp quá mấy chị mua nữa không còn đâu. Vải lụa nhà em đẹp lắm. Rồi comment cho em bò sữa. Ai lấy bò sữa comment cho em 75.000 luôn bò sữa. Lên like bộ lụa 2 dây. Comment cho em bò sữa. Lụa 2 dây chị nào nhận hàng xong cũng khen quá trời. Có con bé kia 65kg mặc vừa luôn. Comment cho em bò sữa. Rồi comment cho em đỏ số 2 nè. Phan đợi một xíu nha chị. Comment cho em đỏ số 2, số 2 cho em. Số 2. Comment số 2, số 2 cho em. Ai lấy số 2 comment 75.000 sale.
Trời ơi, nó không lò một rồi em ơi. Comment số 2 cho em. Bởi vì nhiều khi cũng khổ lắm, mấy bà mua được bộ đồ về đẹp quá, mấy bà đi kiếm hoài. Đó, số 2 nè. Ai lấy đỏ số 2 comment cho em, sale 75.000 đỏ số 2. Lụa dây đó là nằm trong lụa thôi chứ có gì đâu. Em sale 75.000 cho chị Trang Trần số 2 nè. 60kg về 75.000. Em còn màu vàng á, chị Trang Trần có lấy màu vàng không? Em còn màu vàng với bộ bò sữa nha, size ít size dài đó. Rồi một bộ đỏ số 3, 75 luôn, đỏ số 3. Hôm qua ai hỏi em satin cổ tròn, em còn satin cổ tròn đó nha. Hình như còn bên kia cục vậy á. Comment cho em đỏ số 3. Ai lấy đỏ số 3, comment 75.000 số 3. Bò sữa cho Đậu Luyến. Nam cổ tròn hết rồi chị ơi. Đỗ Luyến nè, 75 đẹp lắm. Ok em, rồi comment cho em đỏ số 3, 75 luôn, số 3. Nói chung á, mua bán, mua online thì mấy chị biết rồi. Lâu lâu mình mới mua được một lô mình vừa ý. Thì đó, ví dụ như mình mua quen bên nào thì mình sẽ biết, ừ bên đó nó bán lụa như vậy, cái size như vậy, mình mặc sẽ vừa. Mà bên em bán cho mấy chị là giá cả quá rẻ luôn, rẻ hơn người ta rất là nhiều luôn á mấy bà ơi. Ai lấy đỏ số 2 comment nha, 75. Vàng, ok vàng cho chị Nguyễn Linh, bộ vàng 75 nè. Nguyễn Linh bộ vàng 75 nè, đẹp lắm luôn. Đỏ cho Đỗ Luyến nè. Em còn bộ màu vàng mấy bà ơi. Em còn bộ màu vàng. Còn bộ vàng 2X có chị nào lấy giùm em. Rồi lên trên tay dài 3D, bộ này xả luôn 75.000 luôn. Bộ này đáng lẽ là mắc hơn bộ kia nhưng mà em còn vài bộ xả 75 luôn. 75.000. 75.000 cho em. Còn cái lụa 3D tay dài này thôi khỏi chê luôn rồi mấy bà ơi. Bán cho mấy bà luôn 75.000. Rồi chị nào lấy xanh dương comment cho em xe 75 nha. 3D này xa 2X luôn, lụa 3D. Hàng này đáng lẽ là mắc tiền hơn nhiều luôn nhưng mà em sale luôn. Chị nào lấy comment cho em xanh dương đi. 60kg về. Sale cho mấy bà bộ lụa 3D này 75.000 luôn. Quá rẻ, xanh dương giùm em. Ai lấy xanh dương còn mấy xanh dương xả luôn 75.000. Con này mấy chị mua ngoài mà không 101, 102, 103 em mới ghê. Con này là tay dài 2X lụa 3D. Vải rất là đẹp luôn. Xanh dương cho em 75.000 xanh dương. Lụa 3D em ơi, lụa 3D. Có rồi, chúc chị like cho. Lụa như đang lụa Thái chị đang mặc có cổ tròn còn sót cục kìa. Rồi comment cho em màu da nè. Ai lấy màu da comment màu da cho em. Bộ này 50 tới 60 kg á. Comment cho em màu da, màu da. Ai lấy da comment sale cho mấy chị luôn là 75.000 luôn. Màu da xả có 75.000 à. Trời ơi không mua nó thôi luôn. Năm bộ đủ mà, bà nào sỉ là bao ngon luôn. Trời ơi, sỉ mua được bộ này giá quá rẻ luôn, em xả nó cho mấy chị luôn á. Cho nên sỉ đừng có trả giá với em nữa, tội nghiệp em nha. Em lỗ sắp mặt là có thiệt á. 1, 2, 3 nè. 5 bộ 5 màu nha, 4 nè. Có trùng một màu xanh dương nhưng mà hai mẫu khác nhau nha. Xanh dương này hai mẫu khác nhau nha chị ơi. Đó, 5 màu, 5 bộ. Không có xỉ nữa nha chị ơi, sale 75 mà không có xỉ nữa nha. Trời ơi, xỉ nó chết luôn à, giá trên like giùm em đi mấy chị ơi. Còn cái nào em bớt được thì em mới nói bớt, còn không là mua giá trên like giùm em đi.
Trời ơi em xeo lỗ cái đầu em nó muốn thối luôn rồi nè mấy chị. Thấy đầu em muốn thối luôn rồi không? Diệu Nguyễn nè. Trời ơi đầu em muốn thối luôn rồi đó mấy chị, trả giá nó tội nghiệp em lắm nha. Cho chị Nguyễn Linh nè. Xeo 75 ngàn mua bộ này đi, về đi rồi coi nó đẹp cỡ nào. Nó đẹp xuất sắc luôn. À lấy màu kem, comment màu kem cho em. Rồi một bộ cuối cùng màu đỏ. Dạ không, bộ này không có 65kg đâu tình yêu ơi. Đây đỏ, đỏ nè. Đỏ đỏ. Ok chị đẹp, đẹp lắm 75 ngàn. Bỏ bớt xanh dương, bỏ bò vàng vô. Rồi ok. Vậy là em còn xanh dương nha. Cái này cho chị Trần Nghĩa nè. Xe 75 ngàn. Hết đỏ rồi gái ơi. Còn xanh dương này em yêu ơi. Bỏ bò xanh dương ra, bỏ màu vàng vô. Trời lụa này bán rất là mắc tiền luôn mấy chị. Mấy chị thử đi mua con lụa 3D thì đi mấy bà biết nhiêu tiền à. Mấy chị ơi, em thèm nước ngọt quá, em chạy về em lấy lon Steen em uống cái nha mấy bà. Bữa nay nhà không có ai mà để kêu đem qua giùm được hết á. Đẹp cực kỳ luôn. Bộ dài lụa 3D giùm em. Mấy chị mặc bộ này mà không sang không đẹp quá thôi. Em đang sale có 75 ngàn à. Size 2X luôn. Dạ bên em hết 65kg rồi chị. Size 3X 4X hiện tại em đang hết hàng rồi nha. Dạ em còn 60kg về chị ơi. Đây. Xuất sắc luôn lụa 3D. Size 2X ta vào quần dài cho em sale 75. Ai lấy xanh dương rồi mẹ xanh dương cho em 75 ngàn. Cái bà cho em chạy về em lấy cái ly em bỏ đá vô em rót Steen em uống cái nha mấy chị. Sáng giờ chưa uống cho nên người nó không được tỉnh. Uống riết nó giống như heroin gì đó mấy bà. Giống như xì ke bị ghiền. Đợi em cho em xin 5 phút em qua em lấy ca nước cái nha. Em xíu nha mấy chị ơi. Đồ đẹp quá. Dạ à, chị Thắng Lợi ơi. Mấy chị đồng cảm nha em muốn cái à, chị Thắng Lợi ơi. Chị 65kg mà chị cao được nhiêu chị Thắng Lợi? Chị cao được mét 6 không? Cao được mét 6 không chị? Trời ơi không có nó ăn uống nó không tiêu. Nó cứ lình xình bụng sao mấy bà ơi. Sorry mấy chế nha, cho em uống miếng nha mấy chế, thèm quá rồi. Chị cao được mấy 6 không chị ơi? Ôi, một mấy 65, 65kg là mặc vừa xa 2X bên em rồi. Một mấy 6 á, một mấy 6 mà 65kg là đã mặc vừa lụa bên em 2X rồi. Còn một mấy 65 là quá ok rồi chị ơi. Mấy 65 là ok. Một mấy 65 chị cứ lấy những cái size 2X như vậy là về mặc vừa. Ok, xanh dương này cho Thu Yến bộ nè.
C75.000 nè. Mét 65 là ok luôn á chị. Ờ bị ghiền. Bị không có uống nó, cái giống như nó bị thiếu thiếu cái gì. Rồi rồi chị chốt rồi. Chị cứ mặc size 2X là vừa nha. Rồi nãy chị nào hỏi em bầu đùi. Đùi em mặc 55-56kg về. Ủa cái này đùi có không ta? Ta nhắn quần dài hả? Còn vừa chị ơi. Đây đây còn cục đùi nè. Dạ chị cho em, chị nhắn qua giùm em số điện thoại với địa chỉ nha chị. Chị nhắn qua cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Xanh đó em có con bộ à, chị lấy con bộ hả? Xanh đó em con còn có con bộ à. Xanh em còn một bộ nha. Đùi 60kg có chị. Chị lấy bộ xanh không có đủ đơn nha. Bên em chốt đơn từ 2 bộ. Có gì chị lựa thêm giùm em nha. Chị đắn lại nè 75. Mà inbox cho em số này địa chỉ nha chị. Phan em lên cái đùi 55kg này một cái đi. Rồi em qua đùi 60kg, 62kg cho. Ủa đùi này em còn có cây bi hả ta? Rồi mấy chị ơi lên cho em đùi lụa Thái. Em đang sale bộ này luôn. 55.000 đi, 55.000 thôi. 55.000 nha mấy chị. Dạ chị có lấy thêm bộ vàng này không? Bộ vàng này là 60kg nè. 1m6 là 65kg. Nè. Hả? Bộ sơ mi em hết rồi chị Mỹ Linh Nguyễn ơi. Đây chị có lấy thêm bộ vàng này thì ok giùm em nha. Em cũng sale luôn 75.000 á. 75.000. Giùm em 75.000. Rồi bộ đùi. Ai lấy đùi comment đùi nha. 55-56kg về. Lên cho em bộ đùi. Xả luôn 55.000. Ai lụm được thì lụm. Màu đỏ em hết rồi chị ơi. Màu đỏ 2X hả? Như nãy mấy trái kia lụm hết trơn màu đỏ rồi. Đây. Ai lấy đùi comment đùi cho em. Để em coi đỏ 2X coi còn sót màu nào không. Đó. Lên cho em bộ đùi lụa Thái 55.000. Em có bi màu đỏ, bi màu đen, bi màu trắng, với lại bi màu kem. Chị nào lấy bộ đùi bi comment cho em nha. 55.000 còn 4 màu. Màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu kem. 55.000 bộ. 55.000 bộ nha. 55. Xả luôn rồi đó. Hàng này em đang bán 65 á. Mấy gì đó em sale kiểu này là em đâu có còn gì để ăn đâu mấy chị. 5 bộ 5 màu. Trùng nha chị ơi. Màu da trùng 2 bộ nha. Bi này em có bi đen với bi tím nè. Chị có lấy 2 màu luôn không? Bi có bi đen với bi tím. Nếu mà chị lấy bi đen bi tím luôn á thì sẽ được 5 bộ 5 màu 5 mẫu. Đây. Còn mà chị sợ trùng 2 màu trắng á thì chị lấy thêm một màu da nha. Đó lấy gì ok giùm em, trả lời giùm em đi em biết được một chút. Đỏ bi hết rồi tiền ơi, chị kia lấy 5 bộ rồi. Đùi 60kg em lên đùi dây cho rồi ok chị.
tại vì nó nhiều nó đẹp. Sang lắm. Em có hai bộ màu trắng em đang mặc nha. Đẹp lắm. Có đùi dây chị ơi. Có đùi dây. Rồi chị nào lấy bi comment nha. Em còn bộ màu da với bộ màu trắng. Em đang sale bộ này là, rồi lấy cho chị 5 mẫu rồi đó. Em đang sale bộ này là 55.000. Chị nào có lấy thêm thì lấy 55.000. Lụa Thái nha mấy chị. Mạc Châu này là lụa Thái hết á. Phải đẹp lắm luôn. Em còn bi màu tím với lại bi màu da. Em còn bi tím với bi da nha. Chứ nào có lấy thì mình lấy. Đây. Tăng tăng còn hai bộ. Để em gắn kiếm màu đỏ size 2X cho chị coi còn không. Bi màu da cho Nguyễn Tuyền nè. Ok em nè. Sale 55.000. Nguyễn Tuyền nè. Chị ơi tay dài em còn bộ màu đỏ nè chị ơi. Tay dài 60kg. 1m665kg em còn bộ màu đỏ nha. Tay dài em còn bộ màu đỏ nè. Chị Thắng Lợi có lấy thì ok giùm em. 75.000 tay dài. Nhớ giúp giùm em mấy chị ơi, size 2X là 60-62kg. Ai 1m6 trở lên là 65kg là mặc vừa size 2X bên em. Đó. Em còn màu đỏ 75.000 á. Ok nè. Nhớ anh bóc số này thì chỉ giùm em nha. Lên lụa đùi nha mấy chị ơi. Lụa đùi 59.000 thôi. 75. Lụa đùi sale 59.000. Ai nhanh tay thì lụm nha. Sáu mươi hai ký mấy sáu sáu lăm ký luôn. Chị nhắn qua messenger giùm em đi chị. Nhắn qua messenger cho em số điện thoại địa chỉ đi chị Thắng Lợi ơi. Đây mấy chị comment cho em. Cái này là lụa dây size 2X. À, chị nào 1m6 là 65kg luôn. Còn dưới 1m6 thì 60kg về giúp em. Không đẹp không lấy tiền. Bữa nay em xả cho mấy chị luôn 59.000 thôi. Con này em nhập sỉ vô đã 6X rồi nè. Giờ sale 59.000 nè. Đó. Đẹp lắm luôn. Chị nào mà mặc con lụa dây này bên em rồi biết. Vải rất đẹp. 59.000 bộ quần 2 túi cho em. Ai lấy màu này comment cho em số 1 59.000. Chị nào mua được bộ lụa này mặc mấy chị sẽ đảm bảo hỏi em nữa đó. Vải rất là đẹp. Ở đây nó có dập ly nè mấy chị. Ở đây nó có dập ly nè. Comment số 1 cho em số 1 59.000 thôi. Lên cho em số 1. Nhắn qua Zalo hoặc Messenger cho em nha chị Thắng Lợi. À, lấy dây số 1 comment 59.000. Dây số 1 màu xanh. Số 1 màu đỏ cho em 59k. Số 1 màu đỏ. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn mà. Ok em. Rất nhiều khách rồi. Cái độ luyến nè sale 59.000 luôn. Đây màu đỏ, màu đỏ 59.000. Cho Thu Thảo nè. 59.000 thôi. Thu Thảo nè. Tại vì bán 65 mà nay xã có 59 nè. Đỏ 1, đỏ hết rồi nha. 5 bộ, 1 2 3, đợi em xíu nha mọi người. Em lấy cho bà ấy 5 bột đấy. Rồi rồi, đợi em tí.
cơm 5 bộ. À, máy là 3 rồi không? 4 nè. 5 nè. À, nó trùng màu vàng rồi. Nó trùng màu vàng rồi. Năm bộ nha chị ơi. Mấy sĩ ưu tiên lấy trước đi, để chút nó hết. Năm bộ. Bi màu da em hết rồi chị Hạnh Trần. Em còn bi màu trắng tím á. Chị lấy giùm em trắng tím được không Hạnh Trần ơi? Lấy trắng tím giùm em đi. Cho Diệu Nguyễn nè. Con này bán lúc trước là bán 70 ngàn, giờ sale luôn có 59 ngàn á. Chị ơi, bi em còn có bộ này lấy giùm em luôn được không? Bộ bi. Bi gì chị? Lấy bộ bi này hả? Lấy đi em 6 bộ luôn đi bà ơi. Tôi chốt tôi dục qua kia mất tiêu rồi. Nè. À, lấy comment cho em. Chị Hạnh Trần ơi, em còn này được không? Sang lắm á chị, màu trắng mặt cực kỳ sang luôn. Nhiều chị nói là mặt màu trắng dơ, trừ khi nào mình nói dơ nó mới dơ thôi mấy bà. Chứ trời ơi, màu trắng là em nói mấy chị là mặt cực kỳ sang luôn. Nhiều người chê màu trắng dơ thì mình đừng có làm cho nó dơ. Chị ơi, bây giờ coi chị không chịu thì chị lựa đi, chứ em lấy cho chị 5 bộ em dục qua kia rồi. Còn không thì lựa thêm đi, chứ bây giờ hàng ngắt quá trơn, lấy 5 bộ. Thêm bộ đi, 6 bộ nha. Trời ơi, sang cực kỳ luôn á. Rồi chị nào lấy bộ dây trắng, comment dây trắng cho em nè. Sang lắm luôn dây trắng. Nhà anh Trần có lấy bi trắng nó được thì comment giùm em bi tím chứ. Lên cho em dây trắng. Xinh lắm mấy bà ơi. Dây trắng, dây trắng 60-62, mấy 6-65kg mặc vừa luôn. Bộ này vải rất là đẹp. Lên cho em dây trắng đi mấy chị. Dây trắng giùm em. Sang mà mát đẹp vô cùng. Ok chị, dây trắng với Thu Thảo nè. 59k nè, quá rẻ. Ai lấy dây trắng thì mẹ dây trắng cho em. Rồi lên cho em bộ beo đi, còn một bộ beo duy nhất luôn. Ai lấy beo comment beo cho em một bộ beo. Một bộ beo giùm em. Bèo eo beo. Ai lấy beo comment beo nha mấy chứ ơi, beo. Beo giùm em, có chị nào coi áo khoác bé hôm nay em xả cho khoác bé mấy chị. Beo chị Trần Nghĩa mặc đã lắm. Chị Trần Nghĩa nè. 59 nha. Dạ không, bộ em mặc không tới 50-60kg chị đẹp ơi. Bộ em mặc 55-56kg à, beo. Hết beo rồi. Dạ, hết beo rồi. Lấy qua 2 giây đi chị Hạnh Trần ơi. Rồi comment cho em màu cam. Ai lấy cam comment cam. Hết beo rồi mấy chị ơi, màu cam cho em. Màu cam, màu cam. Ai lấy cam comment cam. Hết beo rồi mới chết. Màu cam. Màu cam giùm em. Màu cam. Dây trắng đó chị Nguyễn Chiến nè. Lụa này 59 ngàn à. Chị Nguyễn Chiến dây trắng nè. Mua đi mấy chị ơi, em sắp hết lô dây rồi đó. Comment cho em màu hồng. Ai lấy màu cam hoặc màu hồng comment cho em 59 ngàn. Màu cam màu hồng giùm em nha. Màu cam màu hồng. Đang lai lụa nè. Rồi màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ. Hồng cho Đỗ Luyến, Phương Nguyễn. Inbox số này địa chỉ giùm em đi chị Phương Nguyễn ơi. Lên số này địa chỉ giùm em chị. 59 màu hồng.
em xả từ từ cho mấy chị nha. Phương Nguyễn. Trời ơi, Phương Nguyễn ơi, chị cộng 100.000 em mới chốt cho chị gì Phương Nguyễn ơi. Trời ơi, có 10% nhận hàng chết luôn. Chốt cho chị chắc em xỉu quá. Em biết em đâu rồi. Lần đầu tiên luôn 10% nhận hàng. Ok Thu Thảo nha. 59.000. Rồi. Ai lấy trắng, ai lấy cam. Rồi màu vàng giùm em. Màu vàng mới chứ, màu vàng. 59.000 thôi, màu vàng, màu vàng. Dạ đẹp mê luôn ha mấy bạn, đẹp lắm, màu vàng 59.000 màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng. 59.000 cho em vàng. Tại vì mấy Facebook mà không có hình avatar, em ít khi nào em chốt lắm, ít phải có thông tin em mới chốt. Không có thông tin em không chốt đâu. Màu đỏ em hết rồi chị Nguyễn Chiến ơi. Em còn màu vàng, màu xanh, màu cam, màu trắng. Rồi comment cho em mẫu này. Bộ này đẹp quá, em không biết kêu màu gì luôn á. Comment số 1 cho em đi, bộ này đẹp quá trời luôn. Số 1. Hết màu đỏ rồi chứ đẹp ơi. Số 1 giùm em mấy bà ơi, số 1. Em không biết kêu màu này màu gì luôn, đẹp quá, màu xanh bơ gì á. Hay vàng bơ gì á. Số 1 cho em đi. Latin. Ô chị còn mango. Chị còn mango với satin thôi em ơi. Số 1 cho em. Một cái Thu Thảo nè. 59.000. Rồi em còn 3-4 bộ bi. Ai lấy bi comment bi cho em bi. 59k. Số 1 em mới rồi chị Trang Trần ơi. Bi. Ai lấy bi comment bi. Rồi kết thúc chương trình luôn bi. Ủa cái này bữa không nhớ còn cục nữa mà ta. Bi cho em mấy chị, bi bi. Ai lấy bi rồi em hết lô này nha. Món mấy chế kiếm nữa cũng không có lô dây nào đâu. Bi. Ai lấy bi comment bi giùm em bi. Bi nha mấy chị ơi, bi. Comment bi giùm em bi. Ủa chị đang ở Sài Gòn hả? À, ngày mai gửi mốt nhận được. Ngày mai em gửi sớm cho là sáng mốt chị nhận được. Khoan mấy giờ em còn cục nữa. Để em gắng kiếm em còn cục nữa nha. Cục dây đấy đó. Cục dây đây nè. Nhớ rõ ràng còn cục. Sao mà quên được còn cục dây này mấy bà ơi. Nói chung là bây giờ ở đâu thì cũng là bữa nay chốt là mai hầu như mấy chị gần gần là đều nhận được hết. Chỉ trừ xa quá thì nó phải 2-3 ngày thôi. Trời ơi cái miệng nó lớn rồi kìa. Con gái gì mà cái miệng la cái bể làng luôn. Đây em còn mấy bộ dây nè mấy bà ơi. Lụm đi còn mấy. Màu đỏ còn bộ này được không chị ơi? Đỏ em còn 2 bộ đỏ nè. Ủa? Ủa cái này pyjama mà. Đây dây em còn 2 bộ. Em còn 2 bộ dây. Màu đen với lại màu riêu. Ủa chết cha cái này lụa đùi. Cái này lụa đùi, lụa đùi. Cái này bộ dây nè. Dây em còn bộ nha, dây em còn bộ. Ai lấy dây comment cho em bộ này số 3 đi. Còn bộ dây nè, số 3 cho em, số 3. Số 3 cho em một bộ dây. Số 3. Em còn bộ dây số 3 nha mấy chị. Còn bộ dây số 3.
Ok chị, nhắn qua cho em đi. Rồi mới chơi lụa đùi. Em còn bò đuổi đùi. Em còn bò đuổi đùi 55-56 kg về em sale cho mấy chị luôn bò đuổi đùi nè. Đuổi đùi cho em đi 55.000 thôi đuổi đùi. Ai lấy đuổi đùi comment cho em 55-56 kg về. Đuổi đùi 55.000, cái này thiêu nha mấy chị thiêu. Ai lấy đuổi đùi comment 55k giùm em. Đùi 55. Ai lấy đuổi đùi comment cho em 55.000 đùi. Này lụa em mờ rồi. Rồi bây giờ mấy chị coi gì nữa? Ai coi gì nữa không mọi người ơi? Có ai coi áo không? Có ai coi áo thun phong rộng 60 kg hôm nay em xả lô Quảng Châu đó cho mấy chị 35.000 luôn. Lô phong rộng Quảng Châu nay sale 35, chị nào coi thì em lên 60 kg về. Có chị nào coi phong rộng Quảng Châu không mọi người? Khoác bé rồi, ok, lên liền. Khoác bé 30 kg về nha. A à, 3 lộn 35 kg về được luôn. Đủ size nha mọi người. Khoác bé này xả cho mấy chị nhiêu đây? À khoác bé này xả cho mấy chị xả luôn nha. Xả nó đi. Xả rẻ cho mấy chị mua về cho bé mặc 59.000 thôi, 59.000. Bảo sơ mi em mới rồi chị ơi. Chị hỏi em nãy giờ em trả lời mấy lần luôn rồi đó chị Mỹ Linh Nguyễn. Em trả lời chị mấy lần rồi, hết rồi. Lên cho em khoác bé. Dù mà là dù xịn luôn. Dù xịn bé cho em xả 59k. 59k thôi. Cái này nó bán 120.000 nè mấy chị. Nó đang bán là 120.000 một con dù. Em xả cho mấy chị luôn là 59.000 thôi. Năm mươi chín ngàn giùm em. Màu xanh này size M. M này là khoảng 26-27 kg về. 25-26 kg về cho em xanh. Ai lấy xanh em M comment xanh. Đẹp lắm 59.000. Chị nào mua khoác bé bên em rồi cho ý kiến đi mấy chị ơi. M 25-26 kg về. Dù bé, dù hai lớp, dù rất là đẹp. Comment cho em xanh em M. Cái này là thiêu nha. Dù bé là tất cả các hình đều là hình thiêu. Không có dán, không có in gì hết. Xanh em M 25 kg về. 25-26 kg gì đều được. Em sale cho mấy chị là 59.000. Sỉ là 55. Sỉ nào mua từ 5 cái chứ lên là 55.000 luôn. Chị nào mua từ 5 cái là em sale luôn 55.000 cho hết luôn nè. Rồi comment cho em màu xanh xem size L. Anh L màu xanh 30 kg đổ về. Màu xanh anh L 30 kg về cho em nè. Đó. Ai lấy xanh anh L comment 30 kg. 59.000. Mấy chế sĩ là 55 luôn. Cái kia là xanh đậu, cái này là xanh biển giùm em nha. Rồi màu hồng xanh là mấy chị mua size nhiêu ký quên hỏi nữa. Khoác bé mua size nhiêu ký em lấy cho nhanh mấy bà ơi. Màu hồng xanh là 30 kg về, hồng anh L. À lấy hồng anh L comment 30 kg về 59.000 luôn. Cái này bán 65.000, cái này sale 59 đó. Màu hồng anh L. Màu vàng bò này size 1X nè, size 35 kg về nè.
Vàng bò này size 1 ý cho em. Cái nón nó đều có hai cái tay hết trơn nha mấy bà. Cái nón nó đều có hai cái tay hết nha. Vàng bò size 1 ý. Xanh size gì Lê Hồng ơi? Xanh đậu M hay xanh biển xanh L em ơi? Chưa bà ơi, bà mua ít quá à. Bà mua có một có mấy món tôi làm biến chốt đơn bà quá, mua thêm đi. Có mấy chục ngàn chốt gì. Vàng bò size 1 ít. Rồi vàng tươi này size 1 ít luôn, vàng tươi 1 ít luôn. Nó đều có cái tai mấy chị. Đây. Vàng tươi này size 1 ít luôn cho em, vàng tươi. Sale cho mấy chị là 59.000 con áo khoác á. Xanh biển ok. Sale có 59.000 à. Tối vô lựa thêm nha bà Lê Hồng ơi. Lê Hồng nè. Tối vô lựa thêm nha. Vàng tươi, vàng tươi giùm em. Vàng bò với vàng tươi là size 2 ít. Coi nha mấy chị ơi. Rồi có ai coi gì nữa không? Mấy chị áo khoác này em có size từ 20 cho tới 35kg. 20 cho tới 35kg thôi nha, chứ không có size khác nữa nha. Rồi không có chị nào coi áo khoác em qua nha. 20 cho tới 35kg là lô khoác bé. Đẹp ha, đẹp lắm luôn. Ba bé này tối em xem. Nãy em like mấy giờ ta, em like 1 giờ phải không? 2 tiếng. Rồi em xem áo thun cho. Xem áo thun cho mấy chị mua đi cho dễ mấy bà ơi. Áo thun phong rộng nay xả luôn 35, ai lụm được lụm nha. Phong rộng. Gói bao nhiêu một cái? Trời ơi, gói em đang sale nè mấy chị ơi. Mấy chị mua gói chút về nằm đi mấy bà ơi. Đã lắm. Nằm đã lắm luôn. Nằm im lắm mấy chị. Áo gói mình mở ra giặt bình thường. Đang sale 40.000 cái. Xả luôn. 40.000 cái gói chút. Chị nào mà nằm chiếu chút nó là đúng bài luôn, 40. Chị nào mua một cặp, một cặp là 80.000 đó. Nè. Mấy chị về giặt thoải mái cho em nha. Trời ơi, nằm bao đã luôn. Giặt vũ thoải mái. Có nhiều chị hỏi có tháo ra giặt được không? Được hết. Được hết nha mọi người. Trời ơi, cái này nó công phu lắm mấy chị ơi. Nó may từng cái cọng dây gân trong đây luôn nè. Không thể nào mà xúc được hết trơn á. À, gói này em bán 60.000 cái. Mà bữa nay em sale còn 40 đó. Mấy chị lụm đi. Em còn khoảng chắc 10 cặp à. Mỗi chị mua cặp để dành nằm đi. Em còn khoảng 10 cặp á. Không biết tới 10 cặp không á. Một cặp 80. Rẻ như cho luôn mấy chị. Đẹp lắm. Cái này tùy thôi. Mấy bà cho ai nằm thì nằm thôi. Chứ tôi thấy gói bình thường mà. Ai nằm cũng được. Ai nằm cũng được. Gói chút. Đang xả 40.000 bán tặng. À, rồi em lên lô phong rộng này cái nữa đi. Phong rộng nay em xả cho mấy chị là em còn 3-4 cây gì nè. Xả luôn cho mấy chị là phải nhiều ra nãy mới nói nhiều quên rồi. 35.000 đi. 35.000 thôi, 35k. Lên cho em áo phong rộng Quảng Châu 35k. Dạ đẹp lắm. Em bao cho mấy chị về nằm luôn. Một cặp là có 80.000 thôi mấy chị. Một cặp là có 80 thôi đó. Cho chị Trang Trần nè. Ok chị Trang Trần. Rồi chị nào có lấy gói nữa thì nói em ghi nha. Em ghi mai chốt đơn cho mấy chị. Tại vì không có ghi trong cái gói được, nó dính mấy bà. Em còn một ít phong rộng giá rẻ nè. Xả phong rộng rẻ trước cho mấy chị đi. Mấy
chị mua đi, em còn số lượng ít đó, chứ mai mốt em không bán nữa, chị không mua giá này đâu. Thiệt luôn á. Không phải hù đâu mấy bà ơi, mà tại vì có mình tôi bán giá này thôi. Rồi mấy chị lên cho em đi con phong rộng thường nè. Rộng thường này bây giờ em sale nha, tay dài luôn. Em sale rộng thường cho mấy chị luôn. 20k đồng giá. Comment cho em số 1 20 60 kg về. Comment cho em số 1 nha, sale 20.000 số 1, 3 cặp. 3 cặp gói dạ dạ. Em chốt rồi chị Trang Trần, em chốt với chị 3 cặp rồi. Comment cho em số 1 đi mấy chị. Số 1, số 1. Em đang xả 20.000 đó. Mấy chị lấy áo phông rộng này về mặc đi, vải đẹp lắm. Ô cha, cái này chất xịn dữ vậy. Comment cho em số 2 nè. 60-65kg luôn mấy bà ơi. 20.000. Em sale nha, 20.000 luôn số 2. Em còn có 3-4 cái gì à. Em sale áo này 20 nè. Lấy về để dành mặc đi mấy chị ơi. Số 1 cái gì Tiên Trần nè. Sale 20. Ok chị Tiên Trần 20, mua về để dành mặt. Chị Tiên Trần ơi lấy số 2 luôn đi chị. Số 2 vải đẹp quá trời nè. 20.000. Rồi comment cho em số 3. Phong rộng số 3 cho em số 3. Số 2 cho chị Tiên Trần luôn. Em sale 20 cho mấy chị về mặt. Rồi em lên Quảng Châu 35 luôn. 20 nè. Số 2 hết rồi, Trúc Ly Trường ơi, số 3 cho em đi. Số 3, số 3, 20 luôn. Số 3 cho em. Cho Đỗ Luyến nè, 20. Đỗ Luyến nè, 20k nè. Số 1, ok, chị Nguyễn Linh, số 1, 20 nè. Em sale rồi đó mấy chứ ơi. Rồi, comment cho em. Cái này số 1 hay số 4? À, cái này ta ngắn số 4 cho em đi. Số 4, số 4, 20 luôn, số 4. Em xả từ từ nghe cho mấy chị. Số 4, 20 luôn, số 4. Comment số 4 cho em 20. Áo chất đẹp. Số 4 cho tới Tiên Trần, 20k nè. Ok, tế chế Tiên Trần, 20. Comment cho em số 5 mấy chị ơi, số 5. Số 5, số 5 cho em 20.000, số 5. À, lấy số 5, comment số 5, 20 luôn, số 5. Số 5, 20 luôn. Số 4 hết rồi, số 5 rồi. Rồi, số 6. Số 5, số 6 giùm em. Số 6 xanh dương, số 5 xanh ngọc. Số 6, số 6 giùm em 20.000. Rồi, hết nha, áo này là áo giá rẻ nha. Em còn hai cái hai màu số 5, số 6. Số 6 cho Độ Luyến nè. Em còn cái số 5 á mấy chị ơi, lấy luôn đi để dành mặt nha. Còn một cái số 5. Rồi bây giờ em qua cho mấy chị là một con tay già, ô lộ, một con phong rộng Quảng Châu. Áo này bữa em bán mấy chị 39.000, mấy chế khen rẻ, bữa nay xả luôn 35 luôn. Bữa nay xả luôn áo Quảng Châu 35.000. Số 5 cho Minh Minh nè, áo này chị đang sale 20k em ơi. Minh Minh nè, 20. Mua rẻ về mặc, mấy bà đi làm phái mặc áo nhà tôi lắm. Mấy bà nói rẻ mà đẹp, mặc cái áo nhiều khi 20-30.000 đi làm không ai biết trơn á. Ăn thua là do mình lựa chọn thôi mấy chị ơi. Chứ đi làm mà, đi làm mà đâu có cần gì phải mặc cho sang trọng chi. Chừng nào mình đi chơi á, mình mặc đẹp người ta mới nể mình. Còn đi làm là chuyện hết sức bình thường. Khi mình đi làm kiếm tiền, đồ gì mình mặc cũng được. Nhưng mà mình đừng có, đừng cái dạng mà đừng kêu là đừng có nhìn nó, đừng có, nói chung là nhìn nó cũng phải được, chứ không phải là nhìn nó tệ quá thì cũng không được. Nhưng mà phải nhìn được. Đây, Quảng Châu phong rộng sale luôn 35.000. 35.000 cho em, ai lấy comment cho em số 1, 35. Ai lấy xanh đậu comment cho em xanh đậu đi. 60kg về 35.000 xanh đậu. Áo này em bán 39.000. Bữa hổm khách em ai cũng mua 5-6 cái về mặc hết. Nay xả 35 số 1 cho em.
Thôi xanh đậu, xanh đậu 35 nha. Rồi comment cho em số 2. Số 2 cho em sale 35.000 luôn, số 2. Số 2 cho em 35.000, số 2. Số 1 hết rồi gái ơi, số 1 có con cá chị Nguyễn Linh lấy rồi. Lên cho em hồng số 2 đi Nguyễn Linh nè. Sao? Ồ lộn, trời tôi ghi 65 chắc bị chém chết quá. 35.000. Hết số 1. Comment cho em màu hồng số 2. Ai lấy số 2 là hồng cánh sen nha. Rồi comment cho em số 3 nè. Trời ơi vả đẹp lắm luôn, sale 35.000 số 3. Ai lấy số 3 comment số 3 cho em. Số 3 cho em 35k số 3. Số 3 giùm em. Rồi comment cho em màu trắng. Số 3 cho Minh Minh, sale có 35.000 thôi. Rồi comment cho em màu trắng mấy chị ơi, màu trắng. Ai lấy trắng comment trắng. Comment cho em màu trắng 35.000. Màu trắng nè. Rồi comment cho em số 4. Hết rồi còn có mấy màu à. Số 4 giùm em, số 4. Ai lấy số 4 comment số 4. Vả đẹp lắm luôn, khách nó nói hàng này không ngang xém với hàng Trung Thái luôn á, là mấy chị biết nó đẹp cỡ nào đó. Comment cho em hồng số 4. Nó nói gì mua cái áo bên bà ba mấy ngàn mà phải đẹp quá trời. Số 4. Rồi comment cho em xanh biển. Xanh biển mấy chứ ơi, xanh biển, xanh biển. Xanh biển giùm em, số 4 cho Minh Minh nè. 35.000. Comment cho em xanh biển. Xanh biển là hàng thiêu luôn, xanh biển. Hết màu rồi. Xanh biển này em có 2 cái. Rồi màu cuối cùng màu đen. Hình như còn xanh bơ phải không? Màu đen. Màu đen giùm em, màu đen. Ai lấy đen comment đen, có ai coi không? Thôi thôi nghỉ đi mấy chị ơi, em cũng mệt quá. Thôi tả live tiếp nha mọi người. Xanh biển cho Trúc Ly Chương nè, 35.000. Tối vô lựa thêm giùm em nha mấy chị ơi. Tối vô lựa thêm nha, giờ xuống like. À còn màu tím nữa. Ô còn màu trắng, màu kem còn đầy. Like cục này xong nữa nhưng nghỉ nha mọi người. Rồi comment cho em màu da nè. Xanh biển này like rồi. Lên cho em màu da mấy chị ơi, màu da. Sale 35k màu da. Ai lấy màu da comment màu da cho em. Màu da 35.000. Màu da giùm em. Màu da. Da cho độ luyến nè. 35. Rồi comment cho em trắng số 1. Ai lấy trắng đây comment trắng 1 cho em đi. Comment cho em trắng số 1 nha. Trắng số 1. Ai lấy trắng 1 comment trắng 1. Rồi comment cho em trắng số 2. Ai lấy trắng này comment số 2 cho em, số 2. Comment cho em trắng số 2, đẹp quá, trắng gấu đẹp quá mấy chị ơi. Em lấy con trắng gấu này em mặc chứ quần ngố nè. Quần led ghi ngố, cái ga bộ ngố đẹp lắm. Ai lấy trắng 2 là trắng gấu, trắng 1 là trắng trái tim.
Rồi lên cho em xanh bơ. Xanh bơ cho em mấy giờ, xanh bơ, xanh bơ. Ai lấy xanh bơ cầm em xanh bơ. Xanh bơ giùm em. Rồi áo cuối cùng màu tím. Màu tím này mấy chị mua cho đàn ông mặc được luôn, mấy bạn nam mặc được luôn nha. Màu tím này nếu mà nam là nam 65kg mặc được luôn á, 35.000. Tại vì màu tím này nam nữ gì đều mặc được. Rồi thôi xuống like nha mọi người. Dạ tối 7 giờ em like rồi mấy chị mua thêm nha. Cảm ơn mấy chế. Cảm ơn mọi người nha, em xuống like nha mấy chị. Tím cho Vi. Áo này nam nữ gì đều mặc được, dễ mặc vô cùng, đẹp nữa. Rồi 50-70kg hả? Ghê vậy. Vi Nguyễn nè. C35. Dạ không. Bò em mặc có 55kg đó chị ơi. Bò em mặc mấy chế 55-56kg mặc đẹp. Tím cho Vi rồi nha Vi ơi. Rồi cảm ơn mọi người nha mấy chị ơi. Dạ bye bye mấy chị em xuống like nha mọi người. Dạ có gì tối 7 giờ mấy chị vô lựa thêm giùm em nha. Rồi bye bye mấy chị.